nên coi được làm tới đâu mở ra như ai đâu chứ tạo dựng em quay cái bè này này thôi ngồi dịch dịch không cứ em nhiệm từng lời bài hát ở dưới kia là lời hát cái phần đi cái cách bài hát à thế để chuyển cái link khác cái link khác giống như bác ấy đây nó có những hai tầm nó cũng phải ngồi thì mới tập đấy không bao giờ quay cái này thì nó chưa khách đăng được anh biết cách làm cái là cái này chúng ta phải dùng mặt phim để đẩy nó lên mặt phim xong rồi tất cả những cái này là em phải dùng nó giống nhau không mặt phim nó lên tất cả này đều là cái sự quan em được con cho cái đá cho mình một lần nữa em phải đá không nên cho cái đá không mà khi ra ví như là mười tiếp theo hoặc là mười hai tiếp theo sau đó cái phần cuối cùng em sẽ đưa được cái bài tập kế tiếp là lắp chưa gần đấy em sẽ lắp lắp chưa gần em sẽ lắp chưa gần không thì khi đó tất cả những người chọn sẽ được vào phần cuối cùng không và khi em chỉ cần bổ sung thêm cái lắp nữa để bài em về cơ bản thì nó cũng được em thích bài hát em đang xem gì biết em em cái này cái trường mua rồi đây là cái mua rồi cái link lại cho trường sử dụng sai hay cái link chỉ vào được không đừng có cái link em không đó là nhưng mà bản thân khi mà em lên rồi thì đây là hai là thật sự anh muốn làm được đây một bài hát khác đi anh muốn mở bài hát được thì anh là người dùng anh muốn anh đơn giản đầu tiên không biết hết anh đơn ở đây đúng không thì bây giờ ở đây nó lại có hiệu ứng nó là bật sáng để biết được trong cái bài thì nó gọi là biết sẽ biết sử dụng còn nếu không thì để mình giống biết là đúng bài hát đó còn nếu em tải ấy, không em sẽ phải đóng một bài hát đóng lại em sẽ được vân vân nghĩa là đây em đánh đây cái em nhớ nhận mình đang lúc đâu đấy thì sẽ phải cover quá các cái phần đấy nó sẽ có những cái trải nghiệm người dùng đó tiếp theo đến thế thì một cơ bản thấy là ok là thứ nhất là cái icon của nó gần so với cái icon này nó phải còn thứ hai nữa là cái icon này nó kinh nhân lực nó không thể để trang cái này bằng cái mặt riêng của anh nó sẽ không tin với từng cái bài này là anh sử dụng class với nhau đúng không thì em phải dùng cái lớp trước anh sẽ bảo lớp tôi dùng em sẽ lắp cái thằng lắp cái tờ lắp đó và bên cái lắp tiêu đề đó xét qua tin với nó thì trang lý này cái sách không cần biết nghĩa là cái danh sách này trước ngày cuối cùng nó sẽ tính bằng tin các tỉnh các loại ngôn sách này và xanh này là đảng của ai cần nó đỡ hơn không mình xem làm bông sạc gì đó nên có để xem mà chết rồi bông sạc gì anh cũng không có ông anh cũng không biết đâu đây à cái là chúng mình lấy những cái khác không ờ thao bác nó sẽ lấy ra đây thôi đi à được đây à
Mà mấy cái icon này của em cũng là một thằng con rồi chứ, thì bây giờ em phải lấy một cái thằng deep
khi đó cái thể em item 1 của em này nó chỉ có bao, nó có hai thằng Ulan này, em cho display và flex được chưa, và bên trong đó thì nó có một cái ln và một cái div nữa là có hai thằng con, thì khi đó em có thể định dạng hai thằng con nó về hai đầu, xong từ trong từng cái thằng con đó em lại cho cái hiệu ứng định dạng tiếp thì nó sẽ ổn hơn. Cái div dùng mình dùng cách tính display flex định dạng cái bố cục của mình ấy, nó có một cái cần rất là lưu ý, đó là các bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cái gọi là thứ tự các lớp của nó. Thì để anh ví dụ lại một cái nữa nhá. Ví dụ này, anh thấy nhiều bạn sẽ làm theo kiểu như thế này. À, không biết màn hình nhìn có rõ không nhỉ? Đây, ví dụ nhá. À, các bạn nhìn đây. Thì đầu tiên á, anh sẽ cho cái thằng music này của anh là một cái một là một cái thẻ phải không? Mỗi một cái dòng này là một cái thẻ music. Đó, thì mỗi cái thẻ này là một cái item được chưa? Và anh coi mấy cái thằng bên ngoài là anh không quan tâm tới, anh chỉ coi cái thằng, anh lấy cái thằng music item này là gốc, coi như nó là thằng parent lớn nhất, là thằng cha được chưa, và anh set cho nó có một cái thuộc tính là display bằng block được chưa. Đó, đây không, cái thằng này anh đang cho nó display bằng list rồi, bắt đầu từ music block này đi, là cái thằng này anh sẽ cho nó một thuộc tính là display bằng flex được chưa, nghĩa là mình chỉ tự tính từ cái thằng mà đi có thuộc tính display flex là coi như là mình coi nó là thằng cha, sau đó mình di chuyển trở vào bên trong các lớp bên trong này. Thì từ đó vô bên trong á, thì anh thấy nhiều bạn sẽ code theo kiểu là các bạn sẽ làm một thẻ div, ở đây là cái tên bài hát ở đây phải không? Sau đó là những cái icon này này, những item này này, các bạn sẽ cho nó là từng cái thẻ ở là thằng từng cái thẻ này. Đáng lẽ là các bạn phải bọc nó trong một cái thẻ div khác. Tuy nhiên thì các bạn lấy tất cả những icon nó ra. Các bạn để cho nó vào ngay trực tiếp cái thằng music block này luôn. Ví dụ như trên code là anh sẽ thao tác này cho các bạn coi nhá. Đây. Đây, gọi là các bạn không có cái lớp này. Đó, thì các bạn thấy này. Thì khi đó music block của anh đã set bao là nó bị là thằng cha phải không? Trong đó các bạn đếm xem nó có mấy thằng con. Nhìn đây sẽ có, các bạn thấy nó có mấy thằng con? 1 2 3 4 5 phải không? Bao gồm 4 thằng con là icon và một cái thằng con là không có class. Được chưa? Khi đó cái thuộc tính display block của anh á, à xin lỗi, display flex của anh á, nó sẽ ăn lên tất cả những thằng con bên trong nó. Được chưa? Mà cái UI, cái bố cục của mình á, là mình cần chia cái nội dung nó thành xí anh vào playlist để có nó có cái check đó nhé. Đây, các bạn thấy này, mình đang cần chia bố cục rõ ràng là thành hai phần mà. Phần bên trái là phần tên, được chưa? Phần bên phải là các cái gọi là cái nút action đi, được chưa? Là chia bố cục rõ làm hai phần. Thì trong một cái, đầu tiên là trong cái list này này, từng cái item một, từng cái gọi là từng cái item này, được chưa? Mình phải chia cái bố cục làm hai phần. Thì nếu mà sử dụng thằng display flex á, thì mình phải chia nó làm hai khối. Thằng con nó có hai khối thôi. Ví dụ ở đây là anh sẽ phải đây, anh sẽ phải bọc cho nó một cái div. Ví dụ bây giờ anh đặt class là flex đi. Anh đặt class đại thôi để phân biệt thôi. Này. Đấy, thì các bạn thấy này, ở đây mình bây giờ mình sẽ trong cái block này sẽ có hai cái, một cái left, một cái right, được chưa? Thì khi đó cái thằng cha anh áp dụng cái hiệu ứng là justify content space between á, nghĩa là cho hai thằng nó giãn ra đều hai bên, thì khi đó nó áp dụng lên hai thằng con trực tiếp của nó, thì các cái item của nó mình mới đảm bảo được là một thằng bên trái và một thằng ở bên phải, đúng không? Và một thằng bên phải này, sau đó từ cái thằng bên phải này á, mình đã coi nó là một cái thằng và thằng display block hay là display flex nữa, xong từ đó mình mới lại định dạng cho từng thằng icon này, được chưa? Thì nó mới đảm bảo cái hiệu ứng của mình nó được áp dụng cho tất cả. Đó. Chứ nếu mà các bạn đưa mấy cái thằng icon này mà đồng cấp với thằng led này ban đầu này, thì khi đó cái hiệu ứng á, cái thuộc tính mà justify content space between á, nó sẽ áp dụng cho tất cả những thằng con đó. Thế nên là khi mà làm việc display flex á, các bạn phải chú ý đến thứ tự của cái code của mình, cái cấu trúc code á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Loát được không? Ok nha. Đó. Rồi, thì cơ bản thôi. Ví dụ giả sử như các bạn xử lý cái cây này như thế nào, cái cây mà chữ này phải không? Nhiều bạn hỏi anh cái này này. Bây giờ anh sẽ thực hành anh code thử cái này nhá. Anh gọi cái này gọi là information đi. Anh có một cái block là information. Left right này. Block check ok. Music. Anh xem cái music item nó nằm đâu. Nằm dưới danh sách bài hát. Qua nằm trên này. Ví dụ anh tạo một cái cú pháp này.
À, đây là cái info đây. Sorry. Đó, trong cái info này sẽ có cái gì? Đầu tiên là cái image này. IMG này. Đấy, anh cứ liệt kê là đó. Image sau đó là cái gì? Tạo bởi này. Đầu tiên á, anh chưa phân lớp thì anh cứ nhập P. Anh chưa phân lớp nó thì anh cứ liệt kê tất cả những cái đối tượng có ở trong cái UI đó ra. Đây là cách làm của anh. Cái này là cái gì? Cái này là tên tác giả không? Tên tác giả anh có thêm một cái P khác đi. Rồi. Tiếp theo đó gì? Anh có những cái icon. Icon bữa trước anh lấy tạm cái icon sách bữa trước nha. Lấy cái icon này luôn. Anh lấy cái icon. Sau đó bên cạnh là cái tên. Nó một cái tên này anh sẽ gọi nó là lấy cái label đi. Cái label này gì? Chữ thêm vào phải không? Rồi. Rồi, mình sẽ lặp lại. Nó có rất nhiều cái icon như vậy. Giả sử ở đây là anh có 3 cái icon. Và cái icon cuối cùng nó chỉ có icon thôi, nó không có phần label, không phần test á. Được chưa? Bây giờ là anh liệt kê tất cả những đối tượng này. Anh lấy cái ảnh này nhá. Có new tab này. New tab. Rồi. Copy limit address này. Rồi, anh sẽ gắn nó vô cái thằng src này. Tên này. Đã. Rồi. Rồi, UI của anh đang hiện tại như thế này. Nhưng để nhầm chỗ rồi. À, cái thằng info này anh phải bốc ra ngoài để vào. Item. Music container đây, anh phải để đây mới đúng. Thấy chưa? Ok chưa? Đầu tiên á, anh sẽ thấy này, thằng này nó cách cái lề trên bao nhiêu, anh cho nó cái cách lề trên cho nó dễ tính này. Nó đang bạc tinh. Các bạn nhìn kỹ cái số đây, thấy không? Là bạc tinh là đang là 18.07 thì anh cứ áp dụng đúng cái số này đã. Đầu tiên là class info này. Anh sẽ thao tác nhanh nha các bạn, nhìn lại nhé. Anh có quay clip về anh sẽ gửi link nha. Chỗ đây section này là info này. Nó có bạc tinh vừa nãy là bao nhiêu nhỉ? Quên rồi. Tạm 18.07 18 pixel này. Là bạc tinh hay margin đã? Bạc tinh phải không? Bạc tinh này. 18 pixel này, không không là không cần phải đơn vị luôn. À 7 pixel này. Ok, được chưa? Đấy, trước hết là như vậy đã. Rồi, nó đã ra rồi phải không? Bây giờ tiếp theo, anh thấy cái bố cục của anh rõ ràng chia làm hai phần này. Thì anh biết là anh sẽ dùng display flex. Ý tưởng của anh là thế, anh chia bên trái một cục, bên phải một cục. Thì bên trái mình bao gồm những cục gì? Bây giờ anh dùng class anh đặt đại để cho nó nhanh nhá. Chấm left đi. Info left. Info left. Anh đặt thêm kiểu bem này. Info là cái block của anh, left là bên trái, được chưa? Mà left right của mình nó là nó mang tính gọi là gì nhỉ? Bữa trước anh nói rồi, nó left hay right hay là màu một cái màu sắc ấy, thì nó là thuộc dạng là modify, nghĩa là thành phần tinh chỉnh ấy. Thì mình sẽ dùng dấu gạch giữa này để phân biệt này. Đó. Bạn nào không rành thì về thật thêm về thuộc tính bem. Rồi. Đầu tiên anh cứ bỏ cái cục này vô đã để cho nó chia đã này. Khối bên dưới thì mình sẽ cũng có cái tương tự là chấm info xong rồi right phải không? Ok, cái right đây bao gồm tất cả những icon này, anh sẽ bỏ vào trong cái này. Việc chia chia layout nó tí nữa tính sau. Giờ tạm thời nó đã được hai cái cục như thế này đã. Rồi anh xem này, left rồi đây, cục của anh có left và right rồi, được chưa? Thì bây giờ anh code trên đây cho nó dễ hình dung luôn này. Anh cho cái display này flex này. Đấy. Thì mà khi anh display flex thì tự động nó sẽ hiểu là flexbox nó sẽ chia làm hai phần, bên trái và bên phải phải không? Và các item nó nối tiếp nhau. Đó, là nó theo hình ngang. Mặc định của cái thằng flex này nó sẽ là row mà là hàng ngang á. Rồi, có hai bên phải không? Bây giờ anh muốn đưa tất cả hai thằng nó một bên thằng bên trái, một thằng bên phải để anh dùng thuộc tính gì? Anh dùng thằng just by content space between. Được chưa? Rồi, chia làm hai bên rồi. Ok. Tiếp theo anh xem là thế nào ạ? À, anh nhìn vào mắt thì anh cũng thấy này là rõ ràng là
hai cái thằng này nó đang con này. Hai cái thằng này nó đang thẳng hàng nhau đi, mình coi như nó đang thẳng hàng nhau, được chưa? Rồi thẳng hàng nhau thì làm sao? Thì mình phải có thêm một cái thằng là justify content. À, sorry, align item. Item center phải không? Đấy, để nó đang đằng giữa đấy không? Rồi ok. Bây giờ code chạy rồi phải không? Đang đang chạy đúng, anh copy tất cả những element này, anh bỏ vào thằng này là thằng gì? Thằng info phải không? Bỏ thằng info. Rồi. Rồi định dạng cho nó đẹp này. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Thằng left này thì sao? Thằng left này á thì content của anh nó đang bị nhảy xuống hai hàng và bây giờ anh cần nó nhảy thêm một hàng phải không? Thì anh phân tích tại sao nó lại nhảy lên. Cái, tất cả những nội dung của anh nó đang nhảy thành từng hàng. Thứ nhất là bởi vì thẻ P này. Thẻ P nó có cái thuộc tính là display bằng block. Được chưa? Mà display bằng block thì nó làm sao? Tự động xuống dòng phải không? Đấy thì bây giờ mình muốn nó cùng một dòng thì làm sao? Có hai cách, một là cho nó display inline. Được chưa? Cách thứ hai á là anh sẽ bao bọc nó trong một cái khối và anh cho cái khối mà bao bọc hai cái thông tin này này nó đồng cấp với lại thằng image này. Thì ý tưởng là thế phải không? Bây giờ cái image bây giờ anh cho một cái div nữa chấm bên này là info single đi được chưa, info single như này đó, viết theo cú pháp của bem luôn, đưa hai thằng này lên. Rồi ở đây có một cái class là info nhưng không phải single mà avatar, được chưa? Rồi ok. Bây giờ anh xử lý này. Chấm info avatar thì nó sẽ như thế nào? Info avatar anh sẽ cho nó cái hình này có bằng cái kích thước này đã cho dễ đi nha. Nó có kích thước là 54 nhân 43. 51,43 thì anh cho là 50 cho tròn nhá. Anh cho nó width này. 50 pixel. Đây là 50 pixel, được chưa? Rồi tiếp theo anh thấy là bên ngoài nó có một cái border, một cái viền mỏng đúng không, anh có thể ấn ở đây anh thấy này bạn, các bạn thấy này, nó có cái border này luôn, anh luôn copy luôn thuộc tính của họ đỡ phải lấy cái màu cho có nha, mấy cái nó có mặt kia left right thì cái đấy cái tính sau đó. Rồi. Rồi mình có cái image phải không? Rồi, image xong anh thử lưu lại xem thử đây này nó thiếu cái gì, làm sao để viền nó bo cong, thì mình có một cái thuộc tính là border radius phải không? Mình cho một con số đi, anh cho đại 15 pixel trên bo chưa? Chưa phải không? Tăng lên. Đấy, 25 pixel rồi. Nó vẫn hơi bị méo méo này. Tùy nha, có lúc em cho dùng đơn vị phần trăm nó sẽ bị béo thì mình elip luôn đấy. 50% trong trường hợp này có chạy được không? Ok, 50% này, được này. Là bo đều một nửa rồi, ok. Đã, single xong phải không? Icon xong, tiếp theo cái phần single này mình phải xử lý. Hai cái thằng này để nó phải cho nó song song với nhau phải không? Thì anh muốn như thế thì anh phải dùng display bằng flex để đưa ghép hai thằng nó cùng một dòng này đó, thì cái thằng info left này anh cũng sẽ định dạng cho nó info left ở trên phải không, info left này anh cho nó display flex rồi được chưa, đó không cần cái gì khác rồi, flex là bằng hàng rồi, tuy nhiên là bây giờ anh phải muốn cho nó đang ngang bằng nhau, nó cân bằng nhau phải không, giống như thằng bên này nó phải nằm ở giữa này. Không hẳn là giữa đâu, hình như nó làm hơi lệch một tí nhưng mà mình cứ tạm cho nó là một giữa đi, cái nếu mà phân tích kỹ này thì cái thằng này này nó đang không phải nằm giữa, nó nằm giữa theo chiều bên dưới mà nó đang này nó chia layout của này mình rất khó là cốt em, các bạn thấy cái màu xanh á nó bao gồm cả lấy cái thằng test này luôn, thế nên là bây giờ ở đây nó đang không dùng flex, anh nghĩ nó đang dùng position hay là float, à nó đang dùng float này đấy, mà ở đây mình đang không chơi cái thằng float, mình đang chơi flex phải không, thì mình dùng theo cách flex. Thì theo kinh nghiệm của anh chỗ này anh sẽ cho nó thẳng hàng hoặc là thích ở dưới cũng được. Ok, dưới thì dưới thì mình ở đây thằng này mình sẽ phải cho nó thằng align tầm flex em để cho nó căn hàng thẳng hàng dưới. Đó, sao lại ngã thế này rồi, à flex em các bạn biết tại sao cái thằng kẻ P của mình, hai thằng kẻ P á nó tự động nó có thuộc tính là Markin block start nghĩa là Markin top ấy. Và Markin end này nghĩa là block end này, nghĩa là Markin bottom á nó đang rất là to, thế nên tổng kích thước của hai thằng này cộng lại các bạn thấy không, tổng kích thước của hai thằng lại nó đang là cao đến tận 84,36 pixel, nó đang cao hơn cái thằng image này, thế nên là flex end là sao, cái thằng nào cao thì nó để thẳng còn thằng nào thấp hơn thì nó cho xuống dưới, được chưa,
Thì bây giờ có cách là anh sẽ biến lại, một là anh phải bỏ cái margin của mặc định của thẻ P đi, thì anh phải đè CSS lên cái thẻ P, cái style của thẻ P. Thứ hai là anh dùng thay nó bằng thẻ span đi. Đó. Anh thay nó bằng thẻ span. Các bạn thấy này, thay bằng thẻ span thì nó lại có bị một cái là nó không xuống dòng được. Đúng không? Bởi vì display của thằng span là gì? Inline, thì hai thằng nó lại cùng một dòng. Đúng không? Thấy có vấn đề chưa? Đấy, thì kiểu gì mình cũng phải xử lý hết. Rồi thì ok. Bây giờ nó là test thì mình cho nó lại vào cái thẻ P đi. Được chưa? P và anh cho nó class là đây là in for single phải không? Thì in for anh cho nó một thẻ test đi. Và anh cho cái class này cho hai thằng luôn. Hai cái thằng này đều là thẻ test mà. Bây giờ anh muốn override lên cái thư viện đó thì anh phải lấy cả hai thằng này. Chấm này, in for test này. Anh sẽ cho cái padding của nó về không, có là reset, gọi là hay còn gọi là reset CSS đấy. Để xem nó ăn chưa đây, vẫn không ăn à? À đây là margin nhớ, ngoài padding phải không, margin cho về không rồi ok này, đảm bảo này. Tiếp theo anh xem thử là hai cái thằng này nó có khoảng cách với nhau không. Tạo bởi này, hai cái thằng này nó không có khoảng cách gì với nhau, nó viết liền nhau luôn, nhưng mà thẻ ở dưới là nó có in đậm hơn này, và nó là giống như một cái đường link nhé. Đường link thì nó là gì? Đường link thì nó phải là một cái thẻ A phải không? Rồi xuống dòng thẻ A này đó, mình coi thử là tích vào đây nó sẽ đi đâu. Lấy cái link này anh bỏ vào cái thẻ href của thẻ A này. Ok rồi, thẻ A này và cái này nó có in đậm nữa phải không? Thì cái thẻ info này thứ hai này thì anh con cho nó một cái class là test info test, nhưng mà thêm một hạng cái thuộc tính modify nữa là gì, link, ví như thế chẳng hạn. Rồi. Các bạn đừng hỏi là anh đặt tên kiểu gì nhé, kinh nghiệm thôi, mình làm nhiều mình tự biết cách đặt tên, hoặc là mình dựa theo chức năng của nó, vị trí của nó thì mình đặt cho nó một cái tên, miễn sao là bản thân mình là lúc sau mình cảm thấy là nó có quy tắc và mình đọc và mình hiểu được là được đó. Thì bởi vì viết sai viết đúng là vẫn chạy mà, nó có cái phong quay bao không này, và màu chữ mặc định của nó là gì, bold chưa đủ đâu, anh nghĩ là bold thì nó khoảng 400, nhưng anh cho nó 600 đi, không quay nó khoảng 600, dày hơn chưa, 600 chưa đủ, 900, hình như cái phông size này không hỗ trợ cái phông quay nó to lên sao ấy. Anh thấy là anh đưa này 900, anh thấy bold và 8900 nó cũng giống như nhau thì mình để mặc định là bold đi. Tùy vào cái thư viện mình sử dụng cái phông chữ, cái phông size ấy, mình import nó có những cái loại phông quay, nghĩa là kích thước của cái phông như thế nào ấy, thì mình sử dụng con số đây nó mới có tác dụng. Còn nếu mà cái phông của mình sử dụng ấy, nó không có hỗ trợ ấy, thì cái anh để số bao nhiêu ấy, nó cũng chỉ áp dụng cái mức mà nó có thể áp dụng được thôi. Đó. Tiếp theo là cái chữ này nó màu gì? Đây sẽ ráng code nhanh một xí để mình chuyển qua nội dung mới nha. Đó là call follow này. Rồi. Chuyển chuyển màu. Cái này là đang áp dụng hiệu ứng visited, nghĩa là khi anh kích vào thì nó có, nó đang bị đè lên cái màu này thấy không? Tại sao? Hình như là do cái visited này. Anh thử coi. Visited này. Ăn. Active là có màu khác này, focus này. Căng thế à? Lắp cái này. Thời để bỏ qua vấn đề đã, tiếp để cho nó tranh thủ thời gian đã. Rồi nó căn dưới như này rồi phải không? Rồi bây giờ mình cần nó cách ra một đoạn, thì bây giờ mình có cái test single này, in for single này, in for single mình chưa có phải không, in for test link chấm in for single này
thì mình cho nó, cần cho nó cái mặt zin đây, nó cách bên phải này bao nhiêu, anh đoán là khoảng 10 pixel. Cái khúc này bao nhiêu đây, ngoài là 8 pixel phải không, ML 8 pixel. Ok, được rồi này. Anh xử lý xong cái này, bắt đầu tiếp tục anh xử lý cái thằng bên này phải không? Thằng bên này á, thì mỗi một cái thằng này nó là một cái action. Thì anh sẽ cho nó mỗi một thằng một cái action này là bao gồm một image table phải không? Chấm info action. Đây. Label. Table thì nó có là for này. Cái này là thêm vào à, for add đi, anh cho nó một cái id là add. Ok, tạm thời xóa hết những thằng còn lại cái này. Dạy cho một thằng này đã. Đầu tiên là cái icon này, nó kích thước là 20 x 24 pixel thì khoảng đấy. Thì ở đây cũng phải định dạng lại cái thằng cái mịt này, action icon class. Kích 20 pixel là 30 pixel phải không? 30 pixel là ok, khá ổn. Sau đó là cái label ở bên cạnh. Cái label thì anh thấy cái chữ nó là mảnh này. Thì thử xem thử. Anh sẽ áp dụng form quên cho nó. Không ăn. Lighter. Ok. Không quay đây, không quay lighter này. Rồi, hai thằng này nó phải định dạng bằng nhau phải không? Lại item center. Ok, được rồi này. Cái thằng test của mình, cái label của anh á, nó cần margin một đoạn. Là nó cần cách ra so với cái thằng icon một xí này, nó là khoảng bao nhiêu pixel? Anh cho khoảng 4 pixel đi. Rồi, anh được như thế này phải không? Để anh có nhiều item thì anh sẽ phải copy những thằng ra. Và thằng cuối cùng nó sẽ không có label, nó chỉ có icon thôi. Đại khái là như thế này. Nhưng mà cái này nó đang sắp xếp không đúng thứ tự của anh này. Thì cái thằng info right của anh á, anh lại phải cho một lần nữa. Info right, anh cho đây black. Đấy, kéo thẳng. Và nhớ những item của anh, những cái action info của anh ấy, nó sẽ phải margin right một đoạn. Right là khoảng 12 pixel luôn. Và thật đặc biệt là thằng info cuối cùng á. À, thì hai chấm last children này thì cái MR không. Ok. Đó. Thì đấy, thì cơ bản là anh sẽ code được cái thằng danh sách playlist này nó như thế này. Được chưa? Đấy, còn việc mà nó icon nó khác thì các bạn thay icon vô nó sẽ như vậy. Đấy các bạn đấy. Còn viết viết một cái đoạn này nó dài chỉ độ mất 50 phút thôi. Đấy là anh vừa làm, anh vừa đọc, anh vừa phân tích thì mất cái đoạn này. Đấy, cơ bản nó sẽ như thế này. Đó, đấy là anh ví dụ để các bạn biết được là cách anh chia icon, chia bố cục như thế nào. Tí nữa anh sẽ ném cái đoạn code này lên để cho các bạn tham khảo ha. Đây, đoạn code này của anh. Đây, cái đoạn info này của anh.
Các bạn về cứ code y hệt như thế này, sau đó thì áp dụng những cái CSS vô, làm sao mà nó ra được cái giao diện như vậy là được. Bởi vì cái cách này của anh là nó gần như là cách code mà ngắn số lớp, số lượng class hay là số lượng lớp bọc nhau nó ít nhất rồi. Nhìn nó khá là clear phải không? Nó ít class, nhiều bạn mới ban đầu sẽ bọc rất nhiều class, lồng liên tục nữa. Bởi vì mình lồng như thế mình sẽ rất khó handle, đặc biệt là mình khi sử dụng mấy thằng display flex, bởi vì từng cái lớp khác nhau nó sẽ có hiệu ứng khác nhau mà. Đó. Thì đấy là sơ qua nội dung bữa trước và anh nhắc lại nội dung. Hôm nay thì mình sẽ đi đến những cái nội dung như sau. Thứ nhất là mình sẽ bữa giờ thấy anh xài những cái đơn vị này, pixel này hay là phần trăm này nhiều rồi phải không? Thì ngoài đây là hai cái đơn vị mà phổ biến nhất. Thì trong đơn vị ở trong thằng CSS nó sẽ chia làm hai nhóm đơn vị. Đơn vị thứ nhất là đơn vị tuyệt đối, thứ hai là tương đối. Tuyệt đối là thế nào? Giả sử như nói một bạn cao 1m50 thì nó là chắc chắn là 1m50, nghĩa là 150cm hay là 1500mm không? Nó là tuyệt đối. Nó các bạn có thể quy đổi ra đơn vị của nước khác thì nó cũng sẽ là con số khác. Tuy nhiên thì con số đó luôn xác định là một cái khoảng như thế nào đó. Được chưa? Thì ở trong đấy có trong những cái đơn vị mà anh đang liệt kê trên màn hình này thì nó có pixel này. Pixel. Coi này, ở em và rem là những đơn vị nó có thể quy đổi ra chính xác cái nó là đơn vị thuộc dạng là tuyệt đối. Còn tương đối là sao? Giả sử như là tao cao hơn mày, mày cao hơn tao thì cái hơn nó là bạn hơn bao nhiêu? Hơn một tí cũng là hơn, mà hơn nhiều tí nó cũng vẫn là hơn phải không? Hoặc là nói là phần trăm chẳng hạn. À, thì phần 1% thì nó sẽ không, ví dụ 50%, hai thằng đều là 50%, nhưng 50% của cái tham chiếu nào? Được chưa? Tao giàu bằng 50%, nhưng mà 50% của một người bình thường với tao giàu bằng 50% của một ông tỷ phú chẳng hạn. Thì cái hai cái đều là 50%, nhưng nó có tính tương đối dựa theo cái mốc tham chiếu của mình á, đúng không? Thì cái thằng phần trăm này nó là đơn vị thuộc dạng là đơn vị tương đối. Tương tự như thằng VH và VW này. VH là vertical height, còn W là vertical width, theo gọi là theo chiều dài và theo chiều rộng á. Nó là đơn vị nó mang tính tương đối, thì nó sẽ ăn theo cái gì? Nó ăn theo cái kích thước của màn hình. Cái phần trăm này nó là sao? Phần bữa trước anh đã nói sơ qua rồi đấy. Cái thằng đơn vị phần trăm nó sẽ ăn theo kích thước của thằng cha nó. Nó sẽ quy chiếu đến thằng cha nào mà có một facet, một cái số width hay là height là bao nhiêu đó, thì nó sẽ lấy phần trăm theo thằng cha. Còn cái thằng VH và VW này nó sẽ lấy theo gọi là màn hình của mình á. Cái kích thước màn hình của anh là bao nhiêu thì nó sẽ lấy cái màn hình của anh làm tham chiếu. Giả sử như bây giờ cái màn hình của anh đây, các bạn nhìn này, nó đang là 984 nhân cho 1294, thì khi đấy VW là bao nhiêu? VW là theo chiều ngang á, nó sẽ là 984. Còn height á, nó sẽ là bao nhiêu? Là 1294. Đó, thì cái VH và VW nó sẽ nhảy theo tùy theo cái màn hình của các bạn. Nó sẽ khác với đơn vị phần trăm. Đấy. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cách sử dụng nó nhé. Cái pixel này khỏi phải nói rồi phải không? Pixel thì mình set nó bằng số nào thì nó là bằng số đó thôi. Tuy nhiên có hai đơn vị này nó khá là hay này, em và rem. Trong đó em nó sẽ ăn theo cái thằng cha của nó, thằng cha gần nhất của nó có set pixel. Còn thằng rem nó sẽ ăn theo thằng trình duyệt. Anh để anh ví dụ nhá. Và bây giờ anh sẽ có một cái đoạn test, những cái đoạn test này đi. Idol cũng khác này. Này thằng music name được chưa? Music name bây giờ anh đang có phông size rồi. Bây giờ anh sẽ bỏ cái phông size của nó đi. Rồi, anh bỏ cái phông size của nó đi, được chưa? Thay vào đó, anh sẽ set cho nó là cũng là phông size. Nhưng mà bây giờ anh set là ví dụ 1 RAM chẳng hạn. Thì các bạn thấy này, khi này cái phông size của anh nó còn bao nhiêu? 1 RAM. 1 RAM mà nếu mà anh dùng thước anh đo ra nó hiển thị ở đây này. Phông là 16 pixel. Nghĩa là bây giờ bao nhiêu? 1 RAM của anh nó bằng 16 pixel. Được chưa? Và bây giờ anh thử thay anh không dùng RAM nữa. Anh dùng em đi. 1 em. Các bạn đoán nó bằng bao nhiêu? Nó cũng sẽ bằng 16 pixel. Tại sao? Mặc định thì thằng em, thằng rem nó sẽ ăn theo thằng cha gần nhất của nó có thuộc tính phông size phải không? Mà mặc định ấy, thì trong code của mình chưa set chỗ nào phông size cả. Cái thằng H1 này, thằng cha lớn hơn nó là chỉ có thằng men hoặc là thằng nap hoặc thằng body này. Thì những cái thằng này á, nó chưa có set phông size, mà chỉ có thằng HTML nó được set phông size này. Ở đây nó không hiện. Nhưng mặc định á, một cái thẻ HTML nó sẽ có phông size default á, là 16 pixel. Và 16 pixel này khi đó nó sẽ là 1 RAM hay 1 em. Được chưa? Nó sẽ lấy phông size gốc ấy,
là bây giờ cũng là một RAM được chưa? Nhưng bây giờ anh sẽ set này, HTML này, anh sẽ set nó cho tính phông phông size. Khi này á, anh set cho là bằng 10 pixel thôi, mặc định nó bằng 16, bây giờ bằng 10, thì khi này một RAM hay một em nó bằng bao nhiêu? Các bạn thấy này, khi này này nó bằng 10 pixel đúng chưa? Bởi vì cái thằng phông size của anh nó đang làm, nó sẽ lấy cái thằng thuộc tính phông size á là gốc, có là bây giờ anh đang display nó bằng 10 này phải không? Thì khi đéo một em hoặc là một RAM khi này đều bằng 10 được chưa? Bây giờ anh cho nó bằng 100 đi thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Tất nhiên nó sẽ ăn theo cái thằng đấy, nó sẽ bằng 100 rồi phải không? Nhìn không ra cái số được nữa bởi vì nó quá to rồi. Đâu rồi? Đấy, phông size 100 pixel được chưa? Thì cái đây có một mẹo, em và RAM á, nó giống như một cái biến vậy, mình có thể sử dụng linh hoạt trong việc là responsive, nghĩa là trên màn hình thật là lớn, màn hình bự phải không, anh sẽ cho phông size nó là một RAM, và khi đó một RAM của anh set nó là default nó HTML mà anh set nó bằng 16 pixel được chưa? Nhưng mà trên màn hình nhỏ anh muốn nó hiển thị 16 pixel, nó hiển thị to quá nên anh muốn cái chữ của anh nó nhỏ lại, thì thay vì anh phải sửa tất cả những số mà 1111 RAM một em, anh sửa thành 0,5 hay 0,7 RAM hay là em phải không? Thì khi đó anh chỉ sửa một chỗ mà thôi, trên màn hình nhỏ anh set lại cái thuộc tính HTML của anh cho nó cái phông size, phông size là ví dụ như là 12 pixel và 16 pixel chẳng hạn. Thì khi đó là sao? Nó thằng em nó đang tham chiếu với thằng HTML được chưa? Mà cái thằng HTML bây giờ nó còn có 16 thì tất cả phông trong cái hệ thống của mình tự nhiên nó nhỏ lại theo một cái tỷ lệ nhất định được chưa? Đang từ 100 nó đao xuống 16, ví dụ đang là 100 thì nó hơi bị điêu quá, 24 pixel chẳng hạn được chưa? Đấy, đầu tiên là 24 pixel phải không? Là trên màn hình, đang trên màn hình lớn này, đó, phông size của nó đang là bao nhiêu, là 24 pixel phải không? Ở trên màn hình mobile, nghĩa là anh ví dụ đi, anh kéo này nó nhỏ này đi, là trên màn hình mobile, thì khi đó anh sẽ đè lên cái HTML này, anh cho cái phông size mới bằng 16 pixel, thì khi đó là nhìn cái chữ nó sẽ mạnh hơn, hoặc là anh xét xuống còn 12 pixel chẳng hạn, để cho nó đủ, nó có nhiều không gian để hiển thị nội dung khác. Và khi mà em lướt điện thoại bằng mobile chẳng hạn, thì cái phông chữ cỡ 12 là em có thể đọc được bình thường rồi, 16 nó to quá hoặc 24 thì nó lại quá to phải không? Nó giống như kiểu phông chữ dành cho người già á. Đó, thì khi đó lên này, chỉ cần lần này thôi là em nhìn sát là em có thể đọc được rồi mà, đúng chưa? Thì anh có thể lợi dụng cái gọi là sự tương quan giữa thằng em thằng RAM này để anh set cái kích thước cho nó được chưa? Rồi đến cái ví dụ thứ hai, bây giờ mình reset lại đi, cái phông của mình anh cho nó bằng RAM bằng 10 pixel đi, và cái phông chữ bây giờ anh muốn là 24 pixel phải không? Thì phông size anh dùng thằng RAM, dùng RAM trước, anh cho nó là 2 RAM thì nó là 20 pixel phải không? Đúng không nào? Rồi phông size nó 20 pixel. Rồi bây giờ anh copy cái thằng music name này đã ra. Rồi class music name 2, nó vẫn gồm những hiệu ứng như thế. Rồi bây giờ anh copy thằng này ra này, xóa cái này đi. Rồi 2.2 đi, cho nó giống ban đầu. Music name 2 thì nó là không phải là RAM, nó là em, được chưa? Thì các bạn thấy này, đâu, nó là 2.2 chứ, được chưa? Thằng này giống nhau, nó chỉ khác nhau cái gì? Một cái là anh dùng đơn vị RAM, cái thằng dùng đơn vị em, được chưa? Thì các bạn thấy này, nó vẫn đều là 22 pixel hết, không có gì thay đổi, được chưa? Nhưng mà bây giờ anh làm một cái mẹo này là sẽ có sự thay đổi này. Ở trên đây anh có một thể man hoặc thể body đi, body anh cho nó phông size là bằng 8 pixel thôi. Thì các bạn thấy này, cái chữ thứ nhất nó là bao nhiêu pixel? Vẫn là 22 pixel, đúng chưa? Nghĩa là nó vẫn 2,2 RAM bây giờ nó vẫn bằng là 22 pixel, nghĩa là một RAM nó vẫn bằng 10 pixel. Nhưng mà cái thằng bên dưới các bạn thấy này, phông nó còn bao nhiêu? 17,6 pixel. Nếu mà bây giờ các bạn nhân máy tính lên tính thì 2,2 vừa nãy á, nó sẽ là nhân với lại 8, cái số 8 vừa nãy á, chứ nó không phải nhân với lại cái số 10 nữa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn nhìn cái layout của mình nhá, anh nói rồi, cái thằng RAM nó sẽ ăn theo cái thằng HTML, cái thẻ HTML, và HTML anh đang set là 10, phông size là 10 pixel, thì cả cái hệ thống của mình nó sẽ ăn theo thằng 10 pixel này thôi. Anh để bất kỳ vị trí nào anh đặt cái RAM nó đều là 10 pixel. Tuy nhiên á, cái thằng em á thì nó lại ăn cái thằng cha gần nhất của nó có thuộc tính phông size. Và thằng cha gần nhất của nó là thằng nào? Tất nhiên là không phải HTML rồi, trong đấy là thẻ body này. Body anh set phông size là 8 pixel này,
thì nó đang ăn theo cái thằng 8 pixel này. Thì khi đó thằng em của anh nó là nhân với 8, nó là 2.2 nhân với 8 thay vì là 2.2 nhân với lại 10. Được chưa? Đó, thì bây giờ anh chỉ cần tắt cái phông size này thì cái thằng này nó sẽ thay đổi, phải không? Đó, thì cái thằng em và thằng rem nó sẽ có sự thay đổi, nó sự khác biệt như thế. Theo anh thấy là những cái công ty mà họ review về HTML CSS á, lúc mà mới vô hỏi á, ví dụ các bạn là intern á, mà họ phỏng vấn kỹ một tí về tech á, thì họ có thể họ sẽ hỏi câu này, họ sẽ hỏi là một em với một rem nó khác nhau như thế nào, mình để mình biết được cái tham chiếu, cái hệ tham chiếu của hai thằng này như thế nào, thì khi sử dụng là linh hoạt. Thì nếu về độ linh hoạt thì các bạn thấy thằng nào linh hoạt hơn? Thằng em mới là thằng linh hoạt hơn, bởi vì thằng em nó thay đổi không biết đường nào mà lần, nó ăn theo thằng cha của nó mà, thằng cha vô tình mình xét cái phông sai cái là tự nhiên thôi, ăn theo thằng cha, phải không? Đấy, nhưng mà nếu mà về xài mà ít lỗi mà bản thân anh cũng hay xài hơn, anh sẽ xài thằng rem. Bởi vì sao? Nó chỉ có một mốc tham chiếu duy nhất, đó là tham chiếu với thẻ HTML thôi. Còn những thằng khác thì nó không tham chiếu tới. Và tất nhiên là một cái mốc tham chiếu thì mình sẽ khỏe hơn tham chiếu, phải không? Anh chỉ cần thay đổi cái số em hoặc cái số rem của anh thôi. Có thể là anh biết là bằng 10 rồi, thì anh muốn phông sai nó bằng 17 thì anh ghi là 1.7. Thì cách đây là cách luôn luôn là khi vào dự án anh sẽ để một cái HTML bằng 10 pixel. Để coi như là một cái này anh gọi hay gọi mẹo là thuộc tính gọi là reset CSS đấy, để cho nó đưa về con số này, con số 10 nó dễ tính toán rồi. Nhận cộng trừ nhân chia thì với 10 thì nó sẽ là thập phân, nó sẽ dễ hơn, phải không? Ví dụ lên 25 thì nó sẽ là 2.5. Nếu mà em trong phông size là 16 chẳng hạn, em muốn lên 25 thì em phải nhân bao nhiêu? Chắc chắn là phải lấy máy tính tính đấy, chứ còn tính bằng tay thì chưa chắc là đúng đâu. Được chưa? Anh đã từng một lần rồi, anh tính bằng tay, anh chủ quan nhưng cuối cùng nó lệch, mỗi thằng nó lệch mất không phải mấy pixel á, thế cuối cùng anh phải fit lại hết. Rất là cực. Rồi, đó là về đơn vị, được chưa? Tương tự như là mấy cái VH, VW hay là phần trăm này thì nó mình tính sau. Thế thì câu hỏi đặt ra này, giả sử như cái thằng cha vừa nãy á, cái thẻ H body này, anh đang lấy bằng 10 pixel phải không? Nhưng anh không lấy bằng 10 pixel, mà anh lấy bằng thằng RAM thì sao? Và 8 pixel này thì bây giờ nó bằng bao nhiêu? Nó quy chiếu nó bằng 0.8 RAM phải không? Thì bây giờ cái thằng con nó sẽ như thế nào? Thằng con nó không phải 8 RAM, nó vẫn ăn theo cái thằng nó thôi. Còn bây giờ anh tăng lên 1 RAM thì kích thước nó có 1 RAM thì sao? Thì khi đó nó sẽ ăn theo thằng nó luôn. Thấy không? Thì hai thằng này mình có thể sử dụng lồng nhau được. Ok. Giới thiệu qua về đơn vị thôi. Còn trường hợp cụ thể khi các bạn làm thì các bạn sẽ thấy. Bữa trước lớp giả thì anh sẽ giới thiệu những cái lớp là First Children, Last Children này, hay là Hover này, Aki này, thì các bạn đã sử dụng cái lớp giả này chưa? Rồi, lớp giả đấy. Lớp giả là cái thành phần sau cái class mình hai chấm một cái đó. Có là sao? Thay vì các bạn phải tạo thêm ra thêm một cái class nữa thì mình có một cái thuộc tính là lớp giả. Cái này nó không hẳn là lớp giả, cái này nó giống như kiểu là anh quên mất cái khái niệm rồi. Lớp giả không phải, lớp giả là cái lớp before và after á. Thì last children CSS gọi là gì ta? Không phải, nó là một kiểu là selector, đúng rồi, last children selector, nó là một kiểu selector giống y hệt như là mình selector mình dùng chấm class hay là thăng id á. Đó thì mấy cái thằng first child last child này nó không phải là gọi lớp giả, nó là gọi là selector. Còn lớp giả là thế nào? Lớp giả là mình có cái after và cái before. Thì các bạn đã sử dụng cái after và before được bao giờ chưa? Rồi phải không? Trong trường hợp nào các bạn sử dụng? Trong trường hợp các bạn muốn nó có thêm một cái lớp nữa, đã gọi là lớp giả mà, có là mình tạo thêm một cái lớp nữa, nó có tác dụng tương tự như một cái element. Element ví dụ bây giờ mình anh có thẻ div phải không? Giờ đâu? Từ. À, anh lấy cái ví dụ chỗ nào nó có lớp giả đây. Như đây, ví dụ cái nhạc sĩ Phúc Tử ở trường đấy, được chưa? Sau cái chữ đầu của anh ở đâu mất tiêu rồi, zoom to ra cho dễ nhìn đấy nha. Đây, cái chữ nhạc sĩ Phúc Trường của anh nó biến mất đâu rồi? Lyric blog. À đây, nhạc sĩ Phúc Trường. Tức là bên sau nó sẽ có cái lời đăng bởi, phải không? Bây giờ anh không ưng cái lời đăng bởi anh viết này nữa, anh tạo ra một lớp giả. Thì về cơ bản cái lớp giả nó sẽ tạo ra một cái lớp mà mình có thể nhét nội dung vào bên trong. Nó tương tự như một cái element H4 này chẳng hạn, hay là một tương tự như một cái element bất kỳ. Thì tại sao mình lại xài lớp giả? Thứ nhất á, là trường hợp đó, việc mình tạo ra một cái element này này, nó mất công và mình không cần thiết.
Lớp giả nó có tác dụng y hệt như cái element đó. Cách thứ hai á, cái này rất đặc biệt, đó là lớp giả thì bạn không thể đưa chuột vô và ấn kéo vào copy này được. Đó, đấy là cái hay của lớp giả. Chúng bây giờ anh thử comment này lại nhá. Lớp giả thì nó sẽ hai cái thuộc tính after và before. Thì bây giờ cái phúc thịnh H4 này anh thêm cái class là test đi. Test 3 chữ T. Được chưa? Bây giờ anh kéo cuối cùng này. Chấm test này. Bây giờ anh sẽ tạo thêm cho nó một cái lớp giả. Lớp giả của anh á hai lần hai chấm. Gọi là after đi. After là sau, before là trước phải không? Đầu tiên anh thử cái before trước đi. Before là cái trước. À rồi ok. Xong mình cái lớp giả thì đầu tiên nó sẽ có một cái thuộc tính gọi là content. Nó sẽ là chứa cái nội dung mà các bạn muốn hiển thị ra. Thì ở đây ví dụ anh đang lớp giả thay cho cái lời đang bởi này phải không? Thì anh sẽ cho cái lớp giả này là cái nội dung ấy, cái content. Đấy, content để trong dấu hai nháy. Bỏ cái nội dung vào. Trước test mình test xem thử nó ra cái gì đã. À, nhạc sĩ Phúc Tường rồi, đấy chưa? Đấy chưa? Nó ra chưa? Nó ra luôn này. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có, bởi vì sao? Nó cái chữ của anh, cái lời đang bởi nó đang nhảy trước cái chữ nhạc sĩ Phúc Tường là tại sao? Tại sao cái chữ của anh lại nằm trước? Chính xác. Nó sẽ là bởi vì cái lớp test này cái anh đang để là before mà, before là phía trước, phải không? Bây giờ anh thay bằng after chẳng hạn. Nó nhảy phía sau chưa? Ok chưa? Thì tùy theo cái vị trí của mình của nó, mình muốn là trước hay sau thì cũng được. Giống như kiểu là các bạn muốn là cái thẻ H vừa nãy cái thẻ H4 mình muốn hiển thị trước hay là sau thì mình để thứ tự thôi, phải không? Thì bây giờ tương tự mình gọi đến after và before. Thứ hai nữa các bạn thấy này. Cái nhạc sĩ Phúc Tường này thì anh copy được, nhưng cái thằng kia anh copy đến đây anh kéo đây anh đâu có kéo được nữa. Cái nội dung này nó giống như kiểu là mình không thể chạm vào tới, bởi vì bản thân nó là một lớp giả, nó không phải lớp thật. Thì khi anh dơ chuột vô, các bạn thấy này, ở đây có nhạc sĩ Phúc Tường này, và cái nội dung được chọn này là chính là cái thẻ after, và cái after này nó có cái content này, được chưa? Kéo dịch lên để nhìn. Nó sẽ có content. Ở đây content chính là cái lời đang bởi, được chưa? Ở trong đây anh có thể định dạng được không? Anh có thể cho nó không sai. Ví dụ là anh giảm xuống là 1 RAM thôi. Rồi anh cho nó color đi. Là một cái màu nhạt nhạt thôi, được không? Đã ăn đâu? Có ăn này, phải không? Rồi anh cho nó một cái gì đó đi. Bây giờ rồi, anh muốn cho nó xuống dòng được không? Thử xem cho nó xuống dọc như thế nào. Thì bây giờ cái lớp giả của anh ấy, bản chất nó cũng giống tuy nó là lớp giả nhưng nó cũng là một cái element. Thì bây giờ anh thử nhá. Cái test này, bây giờ anh bọc cái thằng chữ test này trong một cái thẻ span. Được chưa? Về cơ bản nó không có gì khác biệt này, nhưng bây giờ cái thằng test này, bây giờ anh chỉ cho nó cái display bằng flex thử. Xong rồi anh flex direction. Column được không? Các bạn thấy này, nó áp dụng này. Bây giờ nó coi như hai cái thằng này, rõ ràng là bên trong cái thằng H4 này của anh này, trong cái thằng H4 này được chưa? Nó chỉ có một thằng span duy nhất, gọi là có một thằng con thôi, được chưa? Nhưng mà bởi vì cái lớp giả nó cũng coi là một đối tượng element, các bạn thấy này, cái after nó cũng coi như một element, nên là nó hiểu là display flex và flex sub column nó sẽ áp dụng hai thằng con đấy, và hai thằng con nó phải xếp là column là sao? Thẳng hàng phải không? Đó, thì nó áp dụng hiệu ứng này cho hai thằng. Còn bây giờ anh chỉ chọn, có thể là chọn cái nhạc sĩ Phúc Tường, còn nội dung còn lại mình không copy được. Thấy ok chưa? Đấy là cái ứng dụng của nó. Thì cái ứng dụng này rất là nhiều, trong nhiều trường hợp, giả sử như là một cái icon hay là một cái gì đó, các bạn không muốn người ta có thể chọn vô. Phải không? Đấy, ví dụ trường hợp này chẳng hạn, thì mình có áp dụng không? Không. Bởi vì là sao? Cái icon này mình muốn là, đây này, icon của họ có chức năng nha. Ví dụ kích vào đây cái là nó là thêm vào này. Đấy, kích vào đây hoặc là kích vào cái chữ này, nó đều là có một cái, nó gọi là trigger đến một cái action nào đó, một cái hành động nào đó. Tuy nhiên nếu mình cho nó lớp giả thì người ta đâu có chọn được đâu. Không chọn thì làm sao mà kích được, phải không? Đó, thì trong trường hợp mình xài lớp giả ở đây á, thì trừ khi là mình đã phải set một cái action nào đó cho cái thằng cha của nó rồi. Ví dụ là cái thằng thẻ H4 này mình set cho nó một cái action. Thì khi đó mình muốn họ, khi mà họ thao tác vào, mình không muốn họ thao tác vào cái thằng nội dung mà mình để trong content của thằng after hoặc before nữa, thì khi đó mình mới sử dụng. Mấy nữa gặp trường hợp cụ thể thì anh sẽ giải thích lại. Tuy nhiên thì cái lớp này các bạn cũng hay thỉnh thoảng mở code sẽ thấy hay thấy có cái này này. Nó hoặc là nó có cái thẻ, một cái thẻ nữa. Vừa nãy mình dùng cái ULLI nó có hai thuộc tính là maker nữa. Đấy, maker này nữa này. Đó, maker nữa nó khác như thế nào? Anh chưa sử dụng bao giờ.
biến mất luôn này. Rồi kệ đi. Đó, after và before trước đã. Đó là cái lớp giả mình hay sử dụng. Tiếp theo này, để anh coi thử. À, bây giờ anh sẽ giới thiệu các hàm hay sử dụng. Các bạn thấy hay sử dụng cái CALC rồi phải không? Rồi. Ví dụ đi nhá. Bây giờ anh đang set cái nội dung của anh này. À, cái content của anh bữa trước anh set đâu rồi ta? À, cái container bữa trước anh đang set cái width là khoảng 840 pixel. Được chưa? À, và bây giờ bởi vì nó đang là 840 pixel và nó cân ở giữa phải không? Nên khi anh zoom nhỏ màn hình lại á, được chưa? Zoom nhỏ màn hình mà nó nhỏ hơn 840 pixel á, thì bây giờ nó có thanh scroll ở dưới này, anh scroll này. Bởi vì content của anh nhỏ nhất là 840 pixel, nó đang không linh hoạt. Bây giờ yêu cầu của anh là sao? Anh muốn cái thằng nội dung của anh á, nó luôn có một cái đoạn cách lề hai bên một khoảng nào đó, được chưa? Và cái content ở giữa nó sẽ đảm bảo là nó sẽ kéo ra thu nhỏ được, có thể gọi là kéo ra thu bỏ được cái container này. Container ở bên này nhé. Container anh không set width cho nó nữa, được chưa? Máy sẽ set cho nó, à, lộn, cũng là set width, nhưng mà anh không cho nó khoảng 840 pixel nữa, mà anh sẽ cho nó một cái hàm là CALC, là cái hàm gọi là calculate đấy. Trong đây mình sẽ truyền cho nó một cái toán tử ở đây có thể là cộng trừ nhân chia gì đó. Và bây giờ anh tính nha, anh sẽ lấy width, anh sẽ lấy width của thằng cha của nó là thằng body phải không? Body của nó bây giờ anh có thể lấy sử dụng hai thuộc tính, hai cái số, một là vertical width là theo chiều ngang á, hay là 100%, 100% bây giờ nó cũng là chiều ngang của toàn bộ cái màn hình anh mà. Đầu tiên anh sử dụng 100% trước đi. Rồi, anh trừ đi. Bây giờ anh cần căn lề hai bên phải không? Anh muốn lề hai bên là bao nhiêu? Giả sử như anh muốn mỗi bên nó cách ra nhau cách bên hai lề hai bên khoảng 30 pixel thì anh lấy là anh truyền nó toán tử này là 30 pixel, được chưa? Và anh sao với lại hai trái phải hai bên mà, được chưa? Là anh trừ đi. Rồi ok, anh xem thử. Giờ anh thấy này, các bạn thấy này. 30 nhìn hơi khó nhìn, anh cho tạm thời anh to lên là 90 cho dễ nhìn đã nhá. Để đấy, thấy chưa? Hai bên nó cách lề 90 pixel và đảm bảo là khi mà anh zoom nhỏ lại này thì nó luôn luôn cách lề hai bên 90 pixel. Thấy không? Thì tất nhiên là thỉnh thoảng mình làm mình sẽ không làm cái này, khi trên màn hình nhỏ quá thì chẳng hạn thì mình sẽ phải cách lề nó giảm xuống con số này, lúc đó nó chỉ còn 20 pixel chẳng hạn thì nhìn nó sẽ thanh thoát hơn phải không, thậm chí là lúc đấy mình giảm xuống còn 10 pixel thôi, được chưa? Thì anh chỉ cần điều chỉnh con số này, được chưa? Đấy là thứ nhất. Thứ hai là anh sẽ giới thiệu các bạn một khái niệm gọi là biến. Các bạn nghe thì biến bao giờ chưa? Biến là mình sẽ gắn cho nó một cái số phải không? Ví dụ bây giờ để khai báo biến thì hai chấm này, nó float này, bên trong anh cho nó có một cái biến là ví dụ là margin left hay không, anh đặt tên là spacing được chưa? Đấy, spacing nó là spacing đầu tiên là spacing desktop, là trên màn hình desktop đấy, anh cho nó một con số ví dụ là 100 pixel được chưa? Rồi, và bây giờ anh sử dụng ở đây á, anh sẽ không truyền trực tiếp cái này vào đây nữa, không truyền cái số 10 pixel ở đây nữa, mà anh sẽ truyền cho nó là anh gọi đến chữ va, va là khai báo biến á, gọi đến cái biến đó, anh gọi đến cái tên biến đó, ok chữ khen đó, các bạn thấy này, giờ nó là cách nhau là 100, hai bên lề nó đang cách bao nhiêu đều đo được nhỉ? Container của mình đâu? À đây, nó đang cách lề mỗi bên nó cách bao nhiêu? Nó chọn được cái thế nhỉ? Đây, mất rồi. Đây, nó cách lề hai bên này, mỗi bên này. Cái số dưới các bạn nhìn thấy không? Mỗi bên nó cách nhau 100 pixel này. Nó là 0, 100 nghĩa là top bottom là 0, left right là mỗi bên 100, phải không? Rồi, bây giờ anh sẽ tạo thêm một cái biến nữa là cũng là spacing nhưng mà không phải desktop mà là spacing mobile, được chưa? Thì tùy theo cái giao diện của mình, khi nào anh thay vào đấy là desktop, khi nào anh thay thêm mobile, được chưa? À, nó vẫn 110 thôi, được chưa? Là cách lề đều đây. Tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một khái niệm nữa gọi là responsive nghĩa là response là thiết kế đáp ứng, responsive nghĩa là thiết kế đáp ứng trên các màn hình khác nhau. Thì nó có một cái khái niệm gọi là một cái hàm gọi là a cộng media, được chưa? Mình xem thử cú pháp của a cộng media thế nào này. Mình sẽ search là media
CSS được chưa? Thử xem cú pháp của như thế nào. Rồi, nó sẽ đầu tiên nó sẽ define này. A cộng cú pháp đầu tiên nó sẽ luôn có là A cộng media. Sau đó là nó có chữ only screen này. Đấy, screen là gì? Nó sẽ có nhiều kiểu ở đây, screen hoặc là screen này là dành chung cho gọi là cái thiết bị của mình là màn hình máy tính đó, hoặc có điện thoại. Còn ví dụ trên những cái thiết bị khác như kiểu là máy tính bảng này, hay là trên những thiết bị như kiểu là mạch điện tử các thứ thì nó sẽ có những cái thuộc tính này khác nhau. Đó thì mình không cần quan tâm kỹ cái đấy làm gì, mình chỉ cần quan tâm là cái cú pháp của nó bây giờ đã A cộng media screen, và nó có sẽ đằng sau nó sẽ có một cái matrix hoặc cái là minrix, và tí nữa mình sẽ test thử là matrix minrix nó khác nhau thế nào. Đầu tiên là A cộng media này, mình sẽ truyền cho nó một cái tên class này. Cái class vừa nãy là đầu tiên anh sẽ mặc định nó là spacing trên desktop đi 600 pixel, thì anh sẽ cho là cái container cái width lại thì anh sẽ width cho nó. À, không phải desktop nữa là spacing, rồi spacing desktop và spacing mobile, được chưa? Ý tưởng của anh là gì? Là trên màn hình desktop là màn hình lớn đấy, anh sẽ cho nó spacing hai bên là mỗi bên 100, nhưng mà khi màn hình nhỏ là thấy chưa? Khi kéo nhỏ lại màn hình còn 600, cái này nhìn khó nhìn này, anh sẽ bật cái chế độ này lên này, nó sẽ cho mình cái view mode. À, ví dụ anh ở đây anh có điểm số là 601. Được chưa? 601 thì các bạn thấy này, lề hai bên nó vẫn là to. Nhìn này, anh khỏi cần đau nhá. Mình hiểu cái lề to này là 100 pixel, được chưa? Và khi mà anh cho nó giảm xuống là 600. Sao không nhảy đấy? Nó phải nhảy chứ. Từ. Bây giờ nó không ăn này. Tại sao? Mobile. Vừa nãy nó ăn mà. Có làm gì sai không? Vừa nãy anh thu nhỏ màn hình rõ ràng nó có ăn phải không? Này. Nó có ăn này. Khi mà trên anh zoom màn hình các bạn nhìn thấy này, cái số nó nhỏ hơn 600 pixel á, 599 phải bao nhiêu đấy thì nó sẽ ăn cái spacing thứ hai phải không? Đó. Anh không hiểu sao nó trên cái chỗ định view kia nó lại không ăn. Anh view lại xem được. Đó là đấy. Cái width của nó còn có 300 mấy chục mà nó không ăn này. Đáng lẽ nó phải ăn mới đúng. Vô lý nhỉ. À, là trên desktop. Đây, nó phải ăn theo cái chế độ desktop. Còn mobile nó có chế độ riêng. Đấy, thì các bạn thấy này. Bây giờ nó là 600. 600 là bắt đầu nó ăn này. 600 đi. Phạm chủ à. Lại không ăn nữa rồi. Này. Rõ ràng ở đây mốc của anh matrix là 600 nhưng mà lại ăn đến cái mốc 650 nó 666 nó mới ăn. Là sao? Nhưng mà các bạn tạm phải bỏ qua vấn đề đi. Nhìn này, bây giờ nó ăn theo anh cái spacing của anh là spacing desktop này, thấy không? Nó đang ăn theo cái các số ở bên này, spacing desktop. Nhưng mà khi mà anh zoom nhỏ lại á. Vẫn ăn spacing desktop, chứng tỏ là cái code này nó chưa ăn. Đó, khi này nó phải ăn theo spacing mobile mới đúng. Mắt nước là 600 pixel là đúng rồi này. Bỏ thử only. Có thể là có cái screen. Thường thường là anh không còn để screen luôn, anh để end thôi á. Desktop này. À đấy rồi, bây giờ này. Nó mới ăn cái mobile này. Đang từ desktop anh kéo xuống này. Nó mới ăn cái mobile này. Mà 610 mấy nó vẫn ăn cái mobile. Hình như là cái bỏ luôn cả screen. Là không được. Tại sao nhỉ? Tạm thời bỏ qua vấn đề đó, bữa sau anh sẽ tìm hiểu và anh giải thích thêm. Nhưng mà các bạn đại khái hiểu được này. Responsive nghĩa là gì? Đó là trên các màn hình khác nhau, mình sẽ set lại cái thông số cho những cái class hoặc là thuộc tính khác nhau. Ví dụ như ở đây nhé, vừa nãy anh có nói phải không? Trên cái màn hình nhỏ thì anh muốn cái font size nó nhỏ xuống. Và font size thì anh đang dùng thuộc tính gì để set? Anh dùng thuộc tính H1 để set này. Thì là trên màn hình nhỏ hơn đấy. Ví dụ trên màn hình là bắt đầu từ 600 pixel đổ xuống này. Anh muốn set lại cái HTML.
Đấy, cho cái HTML bây giờ nó chỉ là 8 pixel cho một frame thôi. Được chưa? Thì khi đó trên màn hình nhỏ cái chữ của mình ấy, nó sẽ nhỏ xuống lại. Chữ của nó xong nó vẫn à, cái này thằng này. Các bạn nhớ bữa trước mình học nó có khái niệm là cái có tính thứ tự không? Rồi. Hay mình soi lại này. Thì các bạn thấy khi này nó mới nhỏ xuống lại này. Đó, tại sao? Vừa nãy anh viết nó không nhỏ, bây giờ nó nhỏ. Bởi vì là CSS nó có tính thứ tự. Nó chạy từ trên xuống dưới đấy. Nó thấy thuộc tính mà nó có thì nó sẽ bị đè lên. Thì vừa nãy anh viết là cái only screen này, những cái code này anh để bên trên của thẻ HTML. Nghĩa là đầu tiên nó mới vô nó chạy đó, phải không? Nó quen đi cái câu này nó thấy à HTML, cái thẻ HTML này anh đang set cái font size là 8 pixel. Nhưng mà nó chạy xuống dưới là vừa nãy anh để trên đây phải không? Thì nó chạy xuống dưới, nó chạy đến cái HTML này, nó lại thấy là font size set mới là bằng 10. Thì nó phải lấy cái nào? Nó lấy cái mới nhất phải không? Nó cập nhật, nó đè lên cái 10. Thế chính vì thế nên là trên màn hình nhỏ của anh nó vẫn ăn theo cái thuộc tính là 1 gram thì bằng 10 pixel. Còn khi mà anh muốn thế này, cái app media là mình muốn nó phải ưu tiên phải không? Bởi vì khi mà zoom nhỏ màn hình mình muốn là cái thuộc tính nó sẽ phải được ưu tiên trên màn hình nhỏ. Thì mình sẽ phải đưa nó về về xuống mấy cái code mà liên quan đến media mình đưa xuống cuối cùng. Cái thứ tự này viết nó sẽ ảnh hưởng. Rồi. Ngoài cái thằng mà matrix ấy, mình sẽ có một cái thuộc tính là minquick. Các bạn thấy này, cái thứ tự chạy của nó ấy, vừa nãy là matrix ấy, anh set matrix là 600 thì có là nó chạy từ màn hình nhỏ tới 600 pixel. Là nó sẽ ăn cái thuộc tính spacing là mobile này. Đúng không? Còn trên 600 pixel nó sẽ ăn theo cái thuộc tính mặc định của anh là gọi là tablet gọi là desktop, được chưa? Còn bây giờ nếu mà anh thay cái matrix bằng minquick thì nó sẽ như nào? Minquick nó sẽ chạy ngược, nó chạy từ trên xuống tới cái mốc minquick đấy, nó sẽ không chạy nữa. Thì giả sử như cái trường hợp này chẳng hạn, thì bây giờ nếu mà anh set thay matrix bằng minquick ấy, thì ở đây á, cái spacing này anh sẽ thể thay bằng desktop, còn cái spacing ở trên này anh sẽ thay bằng mobile. Comment cái code này lại đã nha. Anh thay cái matrix bằng minquick, bởi vì minquick nó chạy ngược mà. Bây giờ mình sẽ hiểu này, nghĩa là trên màn hình là từ màn hình lớn bao nhiêu không biết, từ n đi nhỏ xuống đến 600 pixel thì nó sẽ ăn cái spacing desktop này. Còn nếu như mà dưới 600 pixel á thì nó bắt đầu ăn cái thuộc tính khác nếu có, thấy chưa? Thì bây giờ mình thấy này, hiệu quả nó tương tự này. Trên màn hình lớn thì nó ăn theo cái spacing lớn, khoảng cách lớn. Còn trên màn hình nhỏ này nó bắt đầu ăn theo cái thằng nhỏ. Ok chưa? Bây giờ anh thêm cái background red đi. Đấy là tương ứng với cái desktop này sẽ có background red. Còn trên cái này thì nó sẽ background là blue. Đấy thì mình sẽ dễ nhìn hơn này. Mà bây giờ nó sẽ ăn theo thằng này phải không? Nhưng mà trên màn hình mà bắt đầu từ 600 pixel trở lên á là nó sẽ ăn theo background red. Đó. Dễ hình dung hơn chưa? Nghĩa là gọi là minquick nhưng mà min thì nó sẽ chạy từ đâu? Từ cái min nó lên phía trên hay là từ trên xuống đến cái min đó. Còn mask thì nó sẽ chạy từ đâu? Từ nhỏ tới cái mask đó hoặc là từ cái mask nó đổi ngược lại. Hiểu và áp dụng được chưa? Đó, thì bây giờ các bạn thử code cái trang nhạc của tôi này. Nó khi trên màn hình mình xem thử là họ đang respond như thế nào nhá. Trên màn hình lớn này này là sẽ màn hình này phải không? Trên màn hình nhỏ lại này là sẽ đẩy các thứ tự item xuống này, các bạn thấy đây. Đầu tiên là khi nhỏ xuống cái ấy, là đây nó tự nhiên có một cái ô này là để làm gì đấy ta? Giao diện bị lỗi à? Ờ đấy, nhưng mà mình thấy là khi này cái thẻ của mình này, cái width của mình nó thấy không? Nó chỉ còn 666 pixel thôi. Đó, chứ nó không còn là 7840 như trên màn hình lớn nữa. Làm ra respond dần dần rồi đấy. Rồi, khi mà anh thu nhỏ tới một cái mốc nhất định này thì nó sẽ không cho mình thu nữa và nó bắt buộc mình là phải scroll ở bên dưới. Là khi trên màn hình này đang fit cứng cái độ động rồi này thì cái màn hình này mình khó học theo để respond nó. Mình chọn cái web khác đi. Đây, ví dụ cái màn hình này chẳng hạn. Đây, mình thấy ở đây nó sẽ có các cái item đây này, nó có cái block của nó không? Đây, nó sẽ có ba cái item là ba cái block phải không? Ba cái bài viết trên màn hình nhỏ. Bắt đầu mình kéo zoom nhỏ lại này. Đây, đầu tiên nó sẽ nhảy xuống. Còn ba item này, đầu tiên á là các bạn thấy này, để tưởng anh bỏ cái này. Đầu tiên nó khoảng trắng của hai bên nó rộng này phải không? Sau khi anh thu nhỏ lại này, khoảng trắng nó nhỏ dần lại này. Đó.
Đây, đầu tiên là cái thẻ này nó to đấy. Sau khi là anh zoom nhỏ lại này, thì đầu tiên là cái từng cái thẻ, cái khoảng trắng nó vẫn như vậy, nhưng mà cái thẻ này nó nhỏ dần lại này, cái thẻ nó nhỏ dần lại, đấy chưa? Xong đến lúc nó nhảy một cái là thẻ nó nhỏ lên một cái mức nhỏ hơn, sau đó cái lề nó lại tăng ra, sau đó nó nhỏ nhỏ từ từ, đấy đến khi mà nó hết cái lề nó không thể nhỏ lại được nữa này, bắt đầu nó ép cái layout của mình lại này, ép từ cái item một, item mà nó ép mà cảm thấy nhỏ quá là gần như là hình vuông này, thấy chưa? Thì nó nhảy xuống, nó hiển thị hai item trong một hàng thôi, xong tiếp theo nó lại xuống, nó nhảy thành một item trong một hàng. Rồi tiếp theo nó nhảy xuống đã nhỏ nhỏ hết thì nó respawn trên cỡ khoảng một hình màn hình là cỡ 320 pixel là nó không nhỏ nữa, bởi vì nhỏ hơn nữa hầu như bây giờ không có thiết bị nào là nhỏ hơn 320 pixel đó. Và cỡ bây giờ cũ nhất thì bây giờ anh nghĩ là người ta xài cỡ iPhone 5, mà iPhone 5 thì nó cũng phải trên 320 pixel rồi, thế còn không, hầu như không ai xài iPhone 4, hoặc là nó sẽ cảnh báo là thiết bị của bạn quá cũ, cái device quá cũ không hỗ trợ chẳng hạn, đại loại như thế. Mình không cần nhất thiết phải làm kỹ đến mức đó, thì mình làm những cái mức này đấy, cái này gọi là khái niệm response, gọi là thiết kế trên từng cái màn hình khác nhau thì nó sẽ có kích thước khác nhau. Kích thước này có thể là chiều rộng, chiều cao, có thể là liên quan tới số lượng item trên một hàng, cũng có thể là kích thước của phông chữ. Cái phần này các bạn có hiểu không? Rồi, vừa nãy anh giới thiệu vào hàm CLC được không? Bây giờ mình có một hàm min và hàm max. Hàm min và hàm max thế nào? Quay trở lại với cái chữ của mình đi. Rồi, chữ của mình, ví dụ cái music name này chẳng hạn. Rồi, bây giờ thay vì phông size mình set một cái số, anh dùng hàm min. Một số vị số gọi là trường hợp á, mình sẽ cần lấy min và lấy max. Thì min anh sẽ truyền vào đây hai số 2,2 RAM và anh truyền vào là 15 Excel. Thử coi. Thì khi không sai thì là bỏ cái màu này đi, khó nhìn quá. Rồi, các bạn thấy này, nó sẽ là bao nhiêu? Nó lấy 15 pixel. Thì hàm min nó thế nào? Đơn giản là hàm min nó sẽ lấy, mình sẽ truyền vào một dãy các giá trị và nó sẽ lấy giá trị nhỏ nhất. Được chưa? Rồi hàm max thì sao? Hàm max ngược lại. Lúc bây giờ nó sẽ lấy giá trị lớn hơn. Ví dụ bây giờ mình biết là 2.2 RAM nó là bằng 22 pixel này. Thì bây giờ nó sẽ lấy cái giá trị là 22 pixel. Đó, 22 pixel. Và tại sao nó lại vào bằng 17.6? Là bởi vì ở bên dưới vừa nãy cái code mình có đè lên rồi đó. Mình có set lại cái HTML bằng 8 rồi đó. Thì nó là 8 x 2.2. Tắt hướng này thì cho dễ nhìn đã này. Đó, rồi. Bây giờ nó sẽ bằng 22 pixel lại rồi này. Đó, thì ba hàm này là hàm mình thường xuyên sử dụng. Mình có thể phối hợp hàm min max này, mình có thể phối hợp sử dụng chung với lại cái hàm calculate này đấy, để lấy một cái số ra, mình đưa một cái toán tử vô để cho tính toán và tính ra một con số cuối cùng. Đặt biến anh cũng giới thiệu được không? Đặt biến là cú pháp tương tự như anh. Thì khi các bạn đặt biến xong, các bạn sẽ thấy như thế này này, cái web này là anh đặt biến được phải không? Các bạn kéo xuống cuối cùng thấy cái phần này này, inner from html, nghĩa là sao? Nghĩa là anh đang khai báo một số cái biến cho cái root này. Cái root này nó có cái biến này, vừa nãy là spacing desktop là 100 này, spacing mobile là 10 này. Thì các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ có này. Anh khai báo ở đây thì ở đây nó sẽ có. Một số web hay khác, ví dụ như là những cái web bọn anh đang làm đây, một số website, một cái web về thương mại điện tử đi, sàn giống như Shopee ấy, thì ở đây nó sẽ anh nhỏ cho dễ nhìn nhá. Nó sẽ có nhiều biến hơn. Cái biến này root này. Nó có nhiều root này, thấy chưa? Root này là sẽ anh điền pha một loạt các màu sắc và khi gọi đấy là anh sử dụng cái màu này thôi. Tác dụng là gì? Giả sử như website của anh nó có, các bạn thấy đang màu cam là chủ đạo phải không? Anh sẽ khai báo một cái biến gọi là orange phải không? Orange là màu cam. Đấy, sau đó bây giờ các bạn nghe thấy một số website nó có chỉ dark mode phải không? Hoặc nó có thể thay đổi cái màu sắc của cái theme ấy. Đúng không? Đấy, thì bây giờ thay vì khi mà anh thay đổi cái màu á, thì anh chỉ cần thay đổi set, không sử dụng cái màu biến này nữa. Ví dụ màu đây cái màu này đang là màu warning, nó màu như này đi. Anh thay cho nó một cái màu khác đi, nó thành màu xanh này chẳng hạn. Thì toàn bộ những nơi mà sử dụng cái biến này nó biến thành màu cam sang màu xanh, thì có phải cái giao diện của anh nó được thay đổi cái màu nền phải không? Đó, thì mình sẽ khi code mình sẽ sử dụng cái biến này, bởi vì khi cái biến này là sử dụng chung tất cả vị trí, khi mình đổi một chỗ thì nó đổi tất cả những chỗ còn lại. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ tiếp theo này. Các bạn tải Figma về máy chưa? Cái phần mềm tên là Figma.
Rồi bây giờ ngồi tải đi. Tranh thủ vừa tải vừa nhấm nháp cái những gì vừa nãy giờ anh nói đi. Ok. Thì đây là cái theme mà mình sẽ cắt, gọi là cái giao diện này như nó hơi nhiều cái layout mấy cái nhỏ nhỏ con này. Anh xem thử rồi, nó bị khá là khó cắt. Đây, có thể mình vẫn cắt đi. Mình bỏ ra cái phần đầu này đi. À cái phần này đó là một ảnh thôi. Ảnh đi được, ok, ổn. Mày. Rồi, ok. Cái này layout có thử để anh coi thử có cái layout này dễ cắt hơn không. Layout nó phải dễ chia một tí á. Có hai cái giao diện như thế này, các bạn muốn cắt giao diện nào? Một là cái giao diện này giống như kiểu một cái website giao đồ ăn, hai là giao diện của một cái trang web như thế này. Đấy, các bạn muốn cắt giao diện nào? Cho các bạn chọn cắt cái nào. Tức là các bạn phải code lại giống như cái giao diện này này. Anh sẽ gửi cái file này cho các bạn, rồi các bạn sẽ cắt theo, dùng code để tái hiện lại. Đấy, các bạn muốn cắt giao diện nào? Ngoài ra nó còn một cái giao diện này nữa này. Giao diện này thì nó chia lẻ các trang hơn. Ok, giao diện này anh thấy cũng ổn này. Giao diện này thì nó chia rõ ràng hơn, nó đơn giản như này hai cái giao diện kia, bởi vì nó được cái là nó chia rõ ràng, phải không? Đây nó sẽ chia sẵn các trường hợp này. Nó không thôi anh thấy cắt cái giao diện này ổn hơn á, bởi vì nó chia ít nhất là layout nó chia rõ ràng. Nhưng mà nó lại không có cảm thấy chiếc cái bụi chuối ghê á. Mấy cái ứng dụng này thì anh sợ các bạn không cắt được, hay là anh xin công ty cắt cái giao diện web như này cũng được. Giao diện này thì lại có thêm cái thành phần ấy nữa. Đây là giao diện của website mà bọn anh đang làm. Các bạn thấy không? Một cái hệ thống web nó có rất nhiều layout đấy. Đây là riêng cái trang này là trang người dùng thông thường thôi. Còn trang này là chuyển qua đến admin nữa này. Là trang quản lý này. Rồi là trang dành cho người dùng user thông thường. Có rất là nhiều trang. Đây là trang admin này. User này. Sẽ có một cái trang là dành cho shop nữa. Thì việc mình chọn cái layout thì mình tính sau đây. Bây giờ anh hướng dẫn các bạn đọc thông số hoặc là xuất những cái file tài nguyên cần thiết để sử dụng trong phần mềm Figma đã. Nghĩa là bây giờ mình là sao? Mình là coder, mình không phải là designer. Nên là mục đích của mình ở đây là gì? Mục đích của mình là lấy được cái thông số hoặc là những cái tài nguyên mà cái file design này nó cung cấp thôi. Mình không cần biết cách làm sao để đổi kích thước cho nó hay là đổi màu sắc hay là sắp xếp bố cục. Cái đó là việc của designer, được chưa? Mình chỉ cần biết gọi là sự cơ bản thôi. Đó. Thì đầu tiên á, để chọn một cái đối tượng á, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ kích vào đối tượng này. Để tí để anh share cái link này cho các bạn nhé. Copy link. Anh gửi lên. Các bạn tải thử đi xem có tải được không. Và vào cái link này, thử xem mở ra có được không. Nếu mà chưa tải, các bạn có thể đăng nhập ở trên web được luôn á. Xem trên web cũng được. Thì bên đây có bạn nào mở ra xem được không? Ok, đủ là mở được rồi. Còn có mấy bên đấy em mở ra chưa? Ok, từ từ. Bên này hai
phép các bạn cho anh chụp cái ảnh đấy nhé. Chúng thấy không có mặt ai sẽ tự xử làm sao để có mặt tất cả chưa? Ok. Để mày nữa có gì còn PR tao còn kiếm ai nữa chứ. Ok, sẽ mở được ra chưa? Vẫn lag. Bữa sau nhớ nhắc anh để anh nhắc cái anh kia cầm cục sạc anh cho mượn này. Không nhặt tin lên group luôn. Tác ống vô kêu anh cho làm gì cho anh mượn máy tính mà không cho anh mượn cục sạc. Ông ác vừa rồi chứ. Vô được chưa? Vô được chưa? Kích vô cái link của anh đi. Em lấy cái link em mở xong open lên laptop ấy, là nó sẽ mở ra cái link nó ấy luôn. Em có Zalo chưa? Vô Zalo nó mở trên web thì luôn cũng được. Em phải lấy nó bắt em lấy thay như nào? Em có tải máy app về máy thì nó vẫn bắt em về file email rồi thằng ấy trên cloud, thằng ấy nó rất là vất vả. Bữa trước bọn em làm dự án cho công ty tự nhiên server của nó treo cái mà bởi vì cái file nó là support online thế bọn em không vô được luôn, thằng nào kết nối mạng nó mất luôn mặc dù đã tải về rồi không xem được, mất buổi chiều đó thấy chưa? Để đấy rơi chuột lại đi. Thế nên nó đặc điểm là bởi vì nó online mà, nên ai đang di chuyển chuột tới đâu thì sẽ có. Ví dụ đây nhá, Huy nhìn thấy ở trên đây này, nó có cái icon Chính Phương chưa? Kích vào cái icon nó đi. Ở trên máy em á, cái icon Chính Phương này, đấy em kích vào đi. Được chưa? À không, bây giờ anh kích vào icon của em đi. Đâu rồi? Huy là thằng nào đây? Huy đây phải không? Anh kích vào đây rồi, ok. Giờ em di chuyển đi. Là em di chuyển đến đâu á, anh sẽ được đi đến đó, giống như của mình meeting với nhau á. Em chỏ tới đâu là anh sẽ biết được cái vùng đó ở đâu. Em có thể lướt qua lướt lại đi dùng bàn phím chuột đó thấy chưa? Đấy giống như ở Huy đã thuyết trình. Ở đây mình có thể xem được luôn. Nó tương tác trực tiếp. Năng chỏ cái này có thể là mình bật Google Meet lên hay là phần mềm gì đó lên là nó chỏ tới đâu là mình đọc, mình biết là nó đang nói về cái gì phải không? Thì nó đi theo luôn, kỹ thuật khá là hay. Thì ok, nói chung là các bạn nhìn lên màn hình đi. Mấy nữa cái giao diện của cái phần mềm này thì tương tự nó giống nhau. Đấy nhá. Anh nghĩ là mình cắt cái giao diện như này thì cũng khá ổn này. Đầu tiên là để gọi là đo kích thước của một cái layout, một cái đối tượng được chưa? Mình sẽ chọn đối tượng đó. Ví dụ anh muốn đo cái cục này, cái khối này là bao nhiêu, thì anh kích vào cái khối này này. Thì các bạn thấy ở bên này nó sẽ có những cái thông số hiện ra. Ví dụ đây nó sẽ hiển thị là đây này, những cái thông số này là của thằng design này, không quan tâm. Mình quan tâm đến cái thuộc tính là inspect này. Cái cột cuối cùng á, ở trong cái menu right bar bên phải á, được chưa? Để bật tắt cái right bar thì các bạn có thể kích vào phím Control và cái phím ở bên trên mũi Enter ấy, cái phím dấu xiệc á, xiệc vào từ trên dưới về bên tay phải trái ấy. Đó là để tắt bật cái menu đó cho nó gọn cái màn hình thời gian của mình đó. Control với lại cái mũi tên mà dấu xiệc trên cái mũi trên nút Enter ấy. Rồi ở đây mình sẽ lấy thông số thì kích vào đây này, anh sẽ biết này cái width, cái width của nó 400 pixel. Nó zoom to được không? Không được. Width của nó là 400 pixel, cái height của nó bao nhiêu là 854 pixel, được chưa? Rồi là top, cái top left mình không quan tâm này, top left này nó sẽ tương tự như cái mình dùng position á, thì nó mới có cái top left này, mình chỉ cần quan tâm hai thuộc tính là width và height thôi của cái đối tượng này. Tiếp theo là xuống bên dưới nó sẽ có này, đó, hết rồi, rồi ok, kích vào cái, anh muốn vào cái thằng con bên trong phải không? Anh kích đúp vào cái thằng con bên trong, hoặc là mình có thể select ở cái mấy cái item bên này này, select từng item một nó sẽ ra. Cái đây là một cái image, mình sẽ biết là cái image là width là 240 nhân 240 pixel, nó là đại diện của cái avatar của mình đó. Và kéo xuống dưới nó sẽ có nữa này, background image, ok cái này mình không quan tâm này, cái filter này mình cũng quan tâm, border radius này, cái này mà mình cần lấy này, border radius là cái độ cong của viền á,
đó là 20 pixel phải không? Ok, ở tiếp theo mình sẽ lấy những thuộc tính nào tiếp. Mình click vô đây để mình xem này. Đây cái color của nó là đang là màu đen này. Phông wave của nó là 500, là cái phông chữ, cái độ lớn của phông chữ ấy. Rồi phông size là 26 này. Rồi light hay là bao nhiêu? Light hay là 34 này. Rồi phông family của nó này, nó đang dùng phông Roboto. Đấy, mình có thể tải cái phông này về import code để mình sử dụng trong hệ thống của mình. Rồi, tiếp theo những cái gì? Những cái này mình cũng không cần quan tâm. Rồi, tiếp theo á, đấy là mình lấy thông số được chưa? Còn để xem được khoảng cách giữa hai đối tượng thì sao? Em kích vào một đối tượng, sau đó em hover vào cái một đối tượng còn lại. Thì các bạn thấy này, khi anh kích vào cái đối tượng cái chữ này và anh hover vô cái khối này á, thì nó hiển thị số 20. Nghĩa là khoảng cách giữa hai cái item này là 20 pixel. Được chưa? Tương tự anh hover vào cái chữ này và anh giơ xuống lên nới này thì khoảng cách của nó là 15 pixel. Và từ cái chữ và cái chữ design này, anh hover ra cái cạnh này. Chọn không được phải không? Cứ kích đúp vào, đến khi chọn được thì thôi. Đó, và anh giơ ra cái viền này thì các bạn thấy này, nó là cái này là gì? Tương với padding phải không? Padding của cái bottom này là top bottom là 5, còn hai bên trái phải left right là 20 pixel. Rồi tương tự, anh có thể xem được kích thước của từng cái icon này. Icon này có kích thước là 40 x 40 pixel này. Nó có border radius là 8 này và khoảng cách của nó với icon bên cạnh là 10 pixel. Đó, cứ vậy, tương tự như vậy mình sẽ lấy được thông số của toàn bộ cái design này. Đấy là cách lấy thông số. Cách thứ hai. Thì lấy đến cái thứ hai thì mình xem thử đi. Các bạn thấy những cái nét mờ mờ này, sọc sọc mờ mờ này không? Cái này gọi là grid. Tí nữa anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thư viện gọi là thư viện gọi là framework. Thư viện hay framework? Library. Đó là Bootstrap Library. Được chưa? Thì Bootstrap là gì? Nó sẽ là một cái thư viện, nó định nghĩa sẵn một số cái định gọi là thế này, một số cái class, nhưng mà nó class nó có thể kèm theo CSS rồi. Nó giống như việc là khi các bạn sử dụng thẻ H1 thì tự động nó bôi đen, nó tự động in đậm và nó có cái phông size là bao nhiêu đấy, ví dụ 24 pixel chẳng hạn. Thì bây giờ tương tự, khi các bạn sử dụng Bootstrap, các bạn gọi đến một cái class, ví dụ anh muốn test của nó có màu xanh chẳng hạn, anh gọi là test success hoặc là test primary thì tự động cái chữ của anh nó sẽ biến màu xanh. Tất nhiên là màu xanh này là màu xanh do thằng Bootstrap nó quy định. Mình cũng có thể đè lên cái class đó lại là anh set cái với class là test primary hoặc là test success đấy, thì anh sẽ cho nó màu đỏ hoặc màu tím thì cũng được. Nhưng mà cơ bản bây giờ mình đang sử dụng thằng Bootstrap là bởi vì nó cung cấp hiệu ứng đó, thì mình sẽ sử dụng hiệu ứng của nó thay vì mình đè lên. Rồi thì nhưng mà trong cái giới thiệu giới hạn của cái khóa học này, anh sẽ không cho các bạn xài toàn bộ cái thư viện đó. Thư viện nó support rất là nhiều, tuy nhiên là mình sẽ sử dụng một cái góc nhỏ trong đó thôi. Đó là cái phần liên quan đến cái grid này. Grid là cái chia khối, chia cái layout thành nhiều grid là thành khối, từng cái gọi là từng phần nhỏ á. Được chưa? Thì cơ bản á, với cái khái niệm của thằng Bootstrap, nó sẽ chia layout thành 12 khối. Tại sao lại là 12? Bởi vì 12 nó là một con số tượng gọi là có độ lớn trung bình và nó có thể chia ra rất nhiều số. 12 chia 1 được không? Chắc chắn được phải không? Chia 2 được không? Là 6 là một số chẵn phải không? Chia 3 được không? Được ra 4 cũng chẵn. Và chia 4 thì ra 3. Rồi chia 5 thì không chia được, nhưng mà chia 6 thì lại chia được phải không? Đó, rồi là chia cho 12 và chia 8 thì nó sẽ ra là 1,5, nó cũng là con số là tương đối là chấp nhận được phải không? Hoặc là thằng AddDesign nó sẽ chia cái grid không phải là 14 mà nó không phải là 12, nó là 24 thì nó cũng là gấp đôi của thằng 12 thôi. Thì nó làm cho cái layout của mình nó mỏng, nó mượt hơn thôi, nó mịn hơn á. Đó, còn về cơ bản thì nó sẽ lấy số 12. Họ nghiên cứu rồi họ mới lấy số đó. Chứ nếu mà lấy số 10 á, mình nghĩ thì nó là tròn, nhưng mà 10 chỉ chia hết được cho 2 với lại cho 5 thôi, còn không chia được cho nhiều số hơn, đúng không? Đó, thì cái layout này, cho chia này có tác dụng làm gì? Giúp mình hình dung được là này, cái phần này này nó sẽ chiếm bao nhiêu phần. Ví dụ giả sử ở đây á, cái này nó gọi là cái gì các bạn biết không? Nó gọi là size 3. Cái này là nap 3 này, cái này là size 3, cái này là led size 3, được chưa? Cái thằng size 3 nó chiếm 1 2 3 phần. Là 1 2 3 4 chứ, nó chiếm 4 cột. Còn cái cột phần này này nó sẽ chiếm 2 4 6 8 phần còn lại. Đấy, có nghĩa là một cái UI thì cái thằng bên trái sẽ chiếm là khoảng bao nhiêu phần trăm? 4 phần 12 là bao nhiêu phần trăm đó? Còn 8 phần 12 nghĩa là đơn giản là chia làm 3 phần đi. Thì thằng này nó chiếm 1 phần 3, thằng này nó chiếm 2 phần 3 còn lại. Ok chưa? Đó, thì mình sẽ làm việc với grid Bootstrap. Bữa sau thì anh sẽ dạy các bạn cách là import cái Bootstrap nó vô máy như thế nào. Rồi là mình sẽ gọi tên class và sử dụng ra sao. Và anh sẽ demo cho các bạn. Rồi. Tiếp theo là mình đo được thông số phải không? Tiếp theo mình phải lấy tài nguyên.
Thì bởi vì khi design ấy, các bạn đã sẽ đã cung cấp cho mình những cái icon này rồi này. Thì khi mình làm thì mình sẽ phải lấy cái icon đó để sử dụng. Được chưa? Tương tự như cách các bạn mà tải các icon về để sử dụng tải những icon này về để sử dụng để đưa vô đây đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy trực tiếp ở trong design này luôn thay vì phải tải trên mạng. Thì để lấy ra đầu tiên là các bạn phải kích vào chọn được cái icon đó đã. Đây. Kích vào chọn được cái icon này, các bạn thấy này. Bây giờ là anh đã kích để chọn được cái icon rồi này. Cái icon đó chính là cái chữ T này. Để xem đúng là cái chữ T nó không á, các bạn vào cái mục đâu rồi? Đây, nó là cái Facebook này mới đúng nhé. Đâu rồi? Nó không cho mình lấy nữa à? Cái menu eSport của anh đâu rồi? Ở đây nó phải có một cái để export. Từ hình như cái file này anh làm chủ nên anh không thể export được. Nên ví dụ như qua cái dự án bên này đi. Có một cái icon này đi. Thì khi mà anh vô icon cái nó sẽ có cái chữ export ở cuối cùng này, thấy không? Thì các bạn tương tự cũng vậy, các bạn vô cái hay chưa này của anh nó cũng có chữ export nó hiện lên á. Nhưng mà anh không hiểu sao của anh hình như anh là chủ. Em có biết không? Hả? Đưa hắn về phần em kiểu gì? How to? Control Alt G. Đâu có chuyện gì xảy ra cả. À, export ở được. Ở đây em có cái export này nhưng mà của anh nó không có này, nó chỉ có inspect thôi này. Frame selection. Rồi xong nữa. How to? Nhưng mà các bạn chỏ được cái này nó có hiển thị cái menu export ra không? Hình như là có phải không? Tương tự như cách mà anh chỏ ở đây thì nó hiển thị cái chữ export ở đây thì các bạn chỏ nó có phải không? Nói chung là bởi vì anh là chủ sở hữu cái file nên là hình như nó chia ra làm hai cái quyền á. Anh là chủ sở hữu thì menu nó sẽ khác, các bạn sẽ khác. Bây giờ anh vô một cái file này, ví dụ cái file này đi. Thì ở đây anh cũng không phải là chủ sở hữu này. Thì anh muốn export cái icon ra thì đầu tiên anh phải chọn cái icon này phải không? Tiếp theo là ở đây nó có chữ export này. Các bạn kích vào export thì tự động nó ra cái icon nó cho mình. Mình có ấn dấu cộng này để mình chọn loại file cũng giống như là preview cái file đó. Đầu tiên là anh xem preview, anh xem thử cái icon này anh export có đúng không này. Có nhiều khi cái trường hợp là mình bị export nhầm cái file á, hoặc cái file của mình là nó có cái nền đằng sau chẳng hạn, mà cái icon mình lấy ra thì mình không cần cái nền, mình chỉ cần mỗi cái icon thôi. Thứ hai nữa là loại file này sẽ có bốn loại file. PDF thì chắc không giới thiệu, cần giới thiệu các bạn biết rồi phải không? Nó là một file kiểu hình dạng ngược ấy, nhưng mà không thể chỉnh sửa được đó. Rồi mình anh sẽ chỉ giới thiệu ba loại file này thôi. PNG là gì? PNG và JPG đều là thuật toán nén hình ảnh hết, nó rất là phổ biến phải không? Trong đó JPG là một cái bức ảnh mình hiểu, gọi là hiểu nôm na là sẽ có nền, nó sẽ có một cái nền là bất kỳ một cái màu nào đó. Còn PNG là nó sẽ cho phép ảnh của mình không có nền, có là trong suốt ấy, mình có thể nhìn xuyên qua được. Ví dụ như ở đây các bạn thấy này, nó có những cái ô vuông này, mình nhìn xuyên qua là nó đang biểu thị cho việc là mình có thể nhìn xuyên qua được, có là cái icon nó đã không có nền đằng sau, có là những cái chi tiết ở đây nó là trong suốt đấy. Thì mình có thể export cái PNG, nhưng mà anh khuyến nghị các bạn icon ở trong những cái file Figma mình export bằng SVG, bởi vì cái export bằng SVG nó sẽ mang lại cho mình cái dung lượng nhỏ nhất nhưng mà cái hiệu quả hình ảnh là cao nhất. À, bởi vì SVG cơ bản thì nó sẽ là file vector, icon vector nên là kích thước của nó rất là nhỏ. Tuy nhiên là khi các bạn zoom scale lên á, zoom to nó ra nó sẽ không bị bể, nó sẽ nhìn nó nét giống như kiểu là không zoom vậy á. Còn PNG và JPG thì nó lại khác, zoom lên nó sẽ bị bể và dung lượng file của nó cũng khá lớn nữa. Thì đây anh sẽ chọn file là SVG này, sau đó anh chọn export. Được chưa? Export thì anh sẽ có thể chọn nơi lưu. Anh nơi lưu và anh chọn được cái tên của nó, ví dụ cái hệ dự án hôm nay là HTML phải không? Anh chọn asset này, anh có icon này. Cái icon này là card icon phải không? Nó làm cái card thư viện về nội dung của nó đúng không ạ? Làm cái thư dung cảm cái thư viện của nó, icon. Thư viện icon thì phổ biến nhất hiện nay á mà người ta hay dùng là font awesome. Nhưng mà tải thì các bạn cũng phải tải từng cái này thôi. Còn nếu mà muốn có nguyên một thư viện là phải tải, mất tiền. Đó, thì bây giờ cho anh tải cái icon này về, được chưa? Bây giờ coi như là cái design của mình nó cũng không có nhiều cái icon này lắm, nên là đến đâu thì mình import từng cái một thôi. Mình import vài cái thôi. Ví dụ vừa nãy anh đã lưu rồi phải không? Bây giờ anh muốn sử dụng thì sao? Tương tự này. Tương tự như cái đoạn này, cái icon ở đây này. Cái
ví dụ như icon ở đây thì anh không gọi đến icon nữa, anh sẽ thay thế bằng cái icon vừa nãy là cái cạc anh vừa tải về, phải không? Đấy, thấy chưa? Icon nó xài trên đây. Tất nhiên là cái icon ấy sẽ có màu màu xám. Mình sau này anh sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mẹo, cái thủ thuật để đổi cho nó về màu, ví dụ màu cơ bản là màu trắng hả? Hoặc là khi các bạn hover chuột vô, hover chuột là như này phải không? Thì nó sẽ phải đổi ra cái màu khác để thì nó lung linh lấp lánh hơn. Ví dụ như là cái chỉ phương resume này, là bữa trước anh đã có hiệu ứng này. Thì đấy, anh sơ chuột vô thì nó sẽ phải có hiệu ứng là nó hover lên này. Còn cái icon này anh chưa xử lý này, đấy, nó phải như vậy. Đấy, nó phải có này. Còn cái màu như này là sao? Và con chuột này là hiệu ứng là disable đó. Disable là sao? Nghĩa là anh không thể chọn được nó. Và nó không thể tương tác được. Cái thành phần nó không khả dụng lúc này. Còn những thành phần khác thì anh ngồi kích vào Facebook là anh sẽ mở đến Facebook của anh. Kích vào Twitter nó mở đến Twitter, hay là kích vào Insta. Và thậm chí là anh kích vào View CV luôn. Thì nó sẽ dẫn đến một cái driver trong đó nó chứa cái file CV của anh luôn. Đó. Thì anh thấy làm cái web này cũng khá ổn. Sau này ít nhất là các bạn có thể đưa cái thông tin cá nhân của mình là coi như là một cái CV để có thể bổ sung vào sau này mình đi xin việc hoặc là làm đi xin intern chẳng hạn. Thì đây là sản phẩm của em làm nó khá là chỉnh chu và trong đây nó giống như một cái CV online của em vậy. Sau này mình thích thì mình có thể cập nhật vào đây. Và đây nhá, anh đang deploy trên cái server thằng netlify.app. À, nó có một số thằng, một là GitHub, hai là Netlify, ba là gì quên rồi, Virtual này, là những thằng nó sẽ cho phép mình deploy online. Cái web mình deploy online và nó sẽ free luôn. Đó, bây giờ anh đang deploy rất là nhiều web. Web này là web test thể dự án thực tế của công ty anh, nó đang chạy thực tế đó. Và anh deploy trên những web này thì các bạn có thể truy cập vào luôn. Được, nó rất là tiện phải không? Thay vì mình phải mua hay là phải mua hosting này xong còn fix domain nó khá là phức tạp. Cái thằng này giống như cũng mì ăn liền đó. Anh chỉ cần đăng nhập vô web đó, anh chọn, anh chọn cái repo, nghĩa là cái nhánh của mình ở trên GitHub á. Đấy, còn kết nối GitHub nó tương tự như việc các bạn kết nối lúc mà chơi game kết nối tài khoản Facebook vô á. Cái này chắc không đứa nào lạ rồi phải không? À, lúc chơi game trên smartphone thì kết nối tài khoản Facebook vô để nó liên kết với nhau, để nó lấy tài nguyên, nó sẽ lấy avatar của các bạn phải không? Đó, thì ở đây thì anh sẽ kết nối với GitHub để lấy cái suộc và anh sẽ deploy lại trên web đó. Anh có thể custom được cái tên này, ví dụ ở đây anh đặt cái tên của website như thế này này. Nhưng nó chỉ có điều một cái gọi là một cái bị mình không custom được, đó là nó luôn có đuôi là netlify.app. Bạn muốn đổi cái tên này, bỏ tiền ra, nó sẽ đổi được. Còn ở đây anh không có tiền thì anh để như thế này. Rồi, ok. Đó, đấy là cơ bản là nội dung của bài học ngày hôm nay. Anh sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tài nguyên và những cái bài tập này. Về cơ bản từ giờ đến cuối khóa, không hẳn là cuối khóa, cho tới hết phần HTML CSS ấy, thì các bạn sẽ tương tác và cắt cái giao diện này, cắt cái giao diện web này. Anh sẽ chỉ yêu cầu các bạn là để tiết kiệm thời gian đi. Thì ở đây này, ở trong cái layout anh gửi cho các bạn nó sẽ rất nhiều trang phải không? Có trang số 1 này, trang số 2, trang số 3, trang số 4. Nó có nhiều trang, nó có cả trang này nữa. Thì tùy theo các bạn, anh chỉ yêu cầu các bạn cắt một trang thôi, cái trang này thôi. Được chưa? Cái trang mà nó có cái nền background đằng sau là cái hoa văn họa tiết này này. Đấy, các bạn chỉ cần làm một trang này là được. Làm trang này nhưng mà anh sẽ kiểm tra code, xem thử là các bạn code có ngắn gọn không, có thiết kế hay là sắp xếp các cái thẻ có ổn không. Đó, thì đây là nội dung của bài học. Còn bạn nào mà ok á, mà bạn cảm thấy là cắt xong một cái giao diện này mà thấy nó có nhiều thời gian á, thì các bạn có thể cắt thêm giao diện của những trang khác này. Ok không? Đó, thì nhưng mà anh sẽ không yêu cầu là phải cắt hết. Và khoảng các buổi tiếp theo thì anh sẽ giới thiệu các bạn gọi là cắt những cái giao diện này thôi. Đó, còn hết cái phần này thì mình sẽ chuyển qua học JS, JavaScript. Ok. Thế có bạn nào có thắc mắc về cách sử dụng cái phần mềm này hay là có câu hỏi gì nữa không? Về những nội dung hôm nay học. Nội dung hôm nay học để coi. Cái bootstrap này mình chưa xài này, respond này, kết xuất dữ liệu lấy tài nguyên này. After này. Before này, ok. Hôm nay mình đã học những nội dung này thì sẽ ném lên trên đây luôn để các bạn tiện lắm. Mình biết được cái lộ trình của mình theo tới đâu rồi. Ok, đó, cơ bản đấy là nội dung của bài học đấy. Các bạn có thắc mắc hay là